chào cả nhà. Xin chào cả nhà nha. Xin chào Nguyễn Hương. Xin chào Su Su Võ. Mọi người ơi, chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Like và chia sẻ bài nha. Like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Riêng giùm cái. Mọi người ơi, lại xin chào Tuyết Hà nha. Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ like áo len nha. Rất là nhiều kiểu đẹp nha mọi người ơi. Xin chào cả nhà. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha. Hôm chị S chưa thấy. Xin chào cả nhà. Lên 100 người coi, em sẽ like từng mẫu cho mọi người coi nha mọi người ơi. Rất là nhiều đồ đẹp luôn nha. Rất là đơn giản, mọi người chỉ cần like và chia sẻ bài nha. Like và chia sẻ trên trang cá nhân và trong các nhóm cho mình nha mọi người. Sẽ mua được với giá áo len hàng Quảng Châu 69k, 99k, đầm 119k thôi nha. Len cực kỳ đẹp luôn nha mọi người ơi. Len rất là đẹp nha. Toàn bộ đều là hàng mới nha mọi người. Rất là đơn giản mọi người. Mọi người chỉ cần like và chia sẻ bài giùm em thôi nha. Cài áo. Tuyết Hà ơi, chị hôm nay chị like đang like đồ len nha em ơi. Xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, cả nhà like và chia sẻ bài giùm mình nha cả nhà ơi. Lên 100 bạn coi mình sẽ like từng mẫu nha. Mình sẽ like từng mẫu cho mọi người coi nha. Rất là nhiều mẫu đẹp luôn nha mọi người ơi. Cực kỳ đẹp luôn nha. Cái điện thoại ai không đến hôm nay đây, hỏi coi đi. Mỗi ngày kiểu lấy điện thoại để chia sẻ bài cho. Chị Mỹ Lê, chị Mỹ ơi, mua áo len đi, nhiều kiểu đẹp lắm. Lên 100 bạn coi em sẽ like từng mẫu nha mọi người. Lên 100 bạn coi em sẽ like từng mẫu nha. Đặng Tấn Hưng ơi, mua áo tặng em đi. Ngày hôm qua nói mua vé tặng em mà chẳng thấy đâu hết. Lên 100 bạn coi em sẽ like từng mẫu nha mọi người ơi. Rất là nhiều mẫu đẹp nha. Rồi áo áo mẫu mình đang mặc nha mọi người ơi. Áo mẫu mình đang mặc là số 1 nha, là áo khoác nha. Chỉ có giá là có bao nhiêu đó. Điệp ơi. Điệp. Thôi bỏ đi Hưng ơi. Áo mẫu mình đang mặc là bao nhiêu? Hả? Bao nhiêu vậy? 99. Áo mẫu mình đang mặc là 99k nha mọi người ơi. 99k áo khoác này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm mình nha mọi người ơi. Mọi người chỉ cần like và chia sẻ nha. Chị áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ livestream của mình nha mọi người ơi. Áo này là áo khoác nha mọi người. Áo khoác mỏng nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm mình nha. Chốt số 1 nha mọi người ơi. Rất là đẹp luôn. 99k mẫu này nha. 99k mẫu này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm em nha. Chốt số 1 giùm em mẫu này nha mọi người ơi. Áo khoác cực kỳ đẹp nha. Vải cực kỳ đẹp, mọi người nhận hàng sẽ không bị thất vọng đâu nha. Là hàng Quảng Châu, là hàng mới luôn nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm mình nha. Áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ livestream của mình nha. Mọi người chỉ cần like và chia sẻ trên trang cá nhân hoặc là trong các nhóm giùm mình nha mọi người ơi. Trong các nhóm luôn nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 nha mọi người ơi. Mẫu này số 1 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm mình nha. Rồi chốt số 1 cho chị Nguyễn Bích Quyên nha. Chị ơi cho địa chỉ, có gì ngày mai em ship hàng cho chị luôn nha chị ơi. Còn rất là nhiều mẫu đẹp nha. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà nha. Hai cái đẹp. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Chị 99k thôi nha mọi người. 90k mẫu này nha.
Bạn nào chốt hàng cho mình xin địa chỉ luôn nha, một cái áo khoác len mỏng này nữa nha mọi người ơi. Rồi, dạ ok chị nha, cảm ơn chị Nguyễn Bích Quyên nha. Mẫu này nha mọi người ơi, bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 2 giùm mình nha. Chốt số 2 giùm mình nha mọi người. Mẫu này chỉ có giá 99k nha. 99k mẫu này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu đang mặc chốt số 2 giùm mình nha, chị 99k. Mình chỉ áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ livestream của mình nha mọi người ơi. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha. Chị áp dụng cho bạn nào chia sẻ và like cái livestream này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm mình nha mọi người. Chốt số 2 giùm mình nha, mẫu này có giá 99k nha. Hàng cực kỳ đẹp luôn nha mọi người ơi, là hàng mới nha. Mọi người nhận hàng xong sẽ không bao giờ thất vọng đâu nha. Vì rất là đẹp luôn nha mọi người. Hàng rất là đẹp nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm em nha. Mẫu này số 2 nha mọi người ơi, chỉ còn một duy nhất một cái áo khoác này thôi nha. Cực kỳ đẹp luôn nha. Áo này 99k rồi, chốt số 2 cho chị Nguyễn Bích Quyên luôn nha. Ở trong nha. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Like và chia sẻ bài giùm mình nha. Là hàng len Quảng Châu, là hàng mới nha mọi người ơi, cực kỳ đẹp luôn. Xin chào cả nhà. Xin chào mọi người. Mọi người chỉ cần like và chia sẻ bài giùm mình thôi nha. Chia sẻ trên trang cá nhân và chia Hồ Hinh. Có luôn nha, chị Hinh. Rồi, một cái áo màu kem nha mọi người ơi. Màu kem nha mọi người ơi. Vải cực kỳ dày luôn, cực kỳ đẹp luôn nha. Mặc rất là mát. Mẫu vải này nha, bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm em nha. Mẫu này số 3 nha mọi người ơi, cực kỳ dễ thương. 55kg đồ lại mặc vừa áo này nha. Áo này có giá 99k nha. 99k nha mọi người ơi. Mẫu này có giá 99k nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm em nha. Mẫu này số 3 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm em. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha. Duy Cường ai? Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này số 3 nha. Chỉ có giá 99k áo này nha mọi người. 55kg lại mặc vừa nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm mình. Chốt số 3 kèm theo số điện thoại địa chỉ nha mọi người ơi. Xin chào My Huỳnh. My Huỳnh ơi, chia sẻ bài giùm em nha My Huỳnh ơi. Mẫu này 55kg lại mặc vừa nha mấy chị ơi. Chỉ có giá 99k thôi nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm mình nha mọi người. Mẫu này là số 3 nha. Mẫu áo này là số 3 nha mọi người ơi. Cực kỳ đẹp luôn, vải ở ngoài rất là đẹp nha. Mọi người nhận hàng sẽ không bị thất vọng đâu nha. Còn luôn nha My Huỳnh ơi, còn nha. Xin chào cả nhà. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm mình nha mọi người. 55kg đồ lại mặc vừa nha. Mẫu này 55kg đồ lại mặc vừa nha mọi người ơi. Chỉ có giá 99k nha. Bạn nào lấy mẫu này, xin chào Duyên Duyên nha. Không ra em lấy rồi My ơi. Áo hồi chiều em nhận được có đẹp không Duyên Duyên? Mẫu này nha mọi người ơi, bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm mình nha mọi người. Mẫu này số 3 giùm mình nha. Cực kỳ đẹp luôn nha. My Huỳnh ơi, để em coi lại đấy nha chị ơi. Cái này gắm lấy rồi. Duyên Duyên ơi, cái mẫu đang mặc là 99k nha em ơi. 99k mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 nha. Đưa gắm em về gắm trả tiền. Mẫu này số 3 nha mọi người ơi. Mẫu này số 3, bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm em nha. Mẫu này số 3 nha. Gắm đi làm cực khổ lắm đi à. Hàng mới nha chị Quỳnh Giao ơi, là hàng mới nha chị ơi. Cảm ơn em nha Duyên Duyên. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm em nha mọi người ơi. Mẫu này số 3 chỉ có giá 99k thôi nha. Mẫu này 99k cực kỳ đẹp nha mọi người ơi. Cực kỳ đẹp nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm em nha. Mẫu này số 3 nha mấy chị ơi. 55kg lại mặc vừa nha. 50 hả? Kêu lấy giùm cái bộ. Lấy giùm về lấy tiền gấp đôi. Mẫu này là số 3 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm mình nha. Chị áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài của mình nha. Còn nha My ơi. Rồi ok My Huỳnh nha. Để em coi rồi còn á. Còn em lấy nha. Mẫu này số 3 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm mình nha. Mẫu này số 3 nha mọi người ơi. Cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Rồi chốt số 3 cho hàng triệu nha.
chị Hằng Triệu ơi, cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha chị ơi. Bạn nào lấy đặt hàng thì cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn nha mọi người, để mình khỏi lộn hàng nha. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Mình chỉ áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ livestream bên mình nha. Với mà có giá là 6999 với 119k nha. Mọi người đợi mẫu mình đang thay đồ nha mọi người. Trong thời gian chờ đợi, mọi người có thể like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Like và chia sẻ bài trên trang cá nhân nha, trên trang cá nhân hoặc là trong các nhóm giùm mình nha mọi người ơi. Chị ơi cho địa chỉ luôn, có gì ngày mai em ship hàng cho chị luôn nha. Xin chào cả nhà, xin chào Như Tuyền nha. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Rất là nhiều mẫu lên đẹp luôn nha. Mọi người theo dõi livestream của mình nha mọi người ơi. Rồi một cái áo này cũng cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Hàng mới nha mọi người ơi, hàng mới nha mọi người. Chỉ có giá 99k thôi nha. Bình thường cái này em sẽ bán 178 nha mọi người ơi. Bình thường cái này sẽ bán với giá 178 nha. Hôm nay chỉ còn 99k thôi nha mọi người. Hàng mới nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 4 giùm em nha. 55kg đồ lại mặt vừa nha mọi người. Mẫu này là số 4 nha mọi người ơi. 55kg đồ lại mặt vừa nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 4 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này số 4 kèm theo số điện thoại địa chỉ luôn nha. Chị áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Like và chia sẻ bài giùm mình nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 4 kèm theo số điện thoại địa chỉ luôn nha. Len cực kỳ đẹp nha mọi người ơi. Chỉ có 99k cái áo này thôi nha. 99k cái áo này. 55kg đồ lại mặc vừa nha mọi người. 55kg đồ lại mặc vừa cái áo này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 4 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm mình nha mọi người. Mẫu này nha, ở ngoài cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Len rất là đẹp luôn. Len rất đẹp nha. Xin chào Nhung Lê. Mẫu này rất là đẹp nha. Xin chào Trang Tích nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 4 giùm mình nha mọi người. Mẫu này số 4 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 4 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm mình luôn nha mọi người ơi. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha. Để mua với giá 6999 và 119k nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 4 giùm em nha. Mẫu này số 4 nha mọi người ơi. 55kg đồ lại mặc vừa nha. 55kg đồ lại mặc vừa mẫu này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 4 giùm mình. Mẫu này số 4 nha. Chỉ có giá 99k thôi nha mọi người. 99k mẫu này nha. Cực kỳ đẹp luôn nha mọi người ơi. Rồi chốt số 4 nha Trang Tích nha. Bạn ơi, bạn Trang Tích ơi, cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn nha bạn ơi. Bạn nào lấy hàng cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn nha. Cực kỳ rẻ mà cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị ơi. Cực kỳ rẻ luôn nha. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Trang Tích ơi, cho chị xin địa chỉ luôn nha. Một cái đây chị. Chị đó. Rồi ok Trang Tích nha. Xin chào cả nhà mọi người ơi. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Rồi một cái áo mẫu mình đang mặc màu đen nha mọi người ơi. Trên vai có đính hột nha. Trên vai có đính hột nha. 55kg thôi là mặc vừa nha mọi người. Cực kỳ len, cực kỳ đẹp. Chỉ có giá 99k thôi. 99k thôi nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 5 nha. Mẫu mình đang mặc chốt số 5 nha. Hết cardigan rồi. Hết rồi nha em ơi. Hết rồi nha. Hết cardigan rồi nha. Bạn nào lấy mẫu đang mặc chốt số 5 cho mình nha mọi người. Mẫu đang mặc chốt số 5 nha. Mẫu đang mặc chốt số 5, 55kg đồ lại mặc vừa nha mọi người ơi. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm em nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm em nha. Mấy chị ơi, cái áo màu đen này cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp nha, rất là đẹp, ở ngoài rất là đẹp. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 nha mọi người. Len ở ngoài rất là đẹp luôn. Bạn nào không chốt cái này rất là tiếc. Cái màu đen này cực kỳ đẹp. 55kg đồ lại mặc vừa nha. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 5 giùm mình nha. Mẫu đang mặc là số 5 nha mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn. Cực kỳ đẹp. Cực kỳ rẻ.
cực kỳ đẹp, cực kỳ rẻ luôn nha mấy chị ơi. Mẫu đang mặc là 55kg đổ lại mặc vừa nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm mình nha mọi người. Chốt mẫu này số 5 giùm em nha. Chốt số 5 nha mấy chị ơi, len rất là đẹp. Đảm bảo mọi người nhận hàng sẽ không thất vọng đâu nha. Là hàng mới nha mọi người ơi, hàng mới mà chị bán với giá 99k thì cực kỳ đẹp mà cực kỳ rẻ luôn. Bạn nào lấy mẫu này chốt số chốt số 5 giùm mình nha mọi người. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này nha mọi người ơi. Mẫu đang mặc nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm mình nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm em nha. Cực kỳ đẹp luôn nha mọi người ơi. Mẫu đang mặc là số 5, chỉ có giá 99k thôi nha mọi người. Mẫu đang mặc có giá 99k nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm mình nha mọi người. 55kg đồ lại mặc vừa áo này chỉ có giá 99k, áp dụng cho bạn nào chia sẻ livestream của mình nha. Bạn nào chốt mẫu này chốt số 5 giùm mình nha mọi người. Chốt số 5 kèm theo số điện thoại địa chỉ luôn nha. Cực kỳ đẹp nha mấy chị ơi, cực kỳ đẹp luôn nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 kèm theo số điện thoại địa chỉ nha. Chị 99k nha mọi người ơi, 99k mẫu này nha. Bạn nào thích mẫu này thì chụp lại màn hình cho mình nha mọi người. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Em chỉ áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ livestream của em nha. Mới mua được với giá rẻ như vậy nha mọi người ơi. Kệ em. Không like hả chị Trang? Đây nha, cái áo len màu đen này len cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị. Len này cực kỳ đẹp luôn nha. Xin chào Kim Liên. Rồi, một cái áo này cũng cực kỳ dễ thương nha mọi người, chỉ có giá 99k. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 giùm mình nha mọi người. Mẫu này số 6 nha. 55kg đồ lại mặc vừa mẫu này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 giùm em nha mọi người. Chỉ có giá 99k thôi nha. Mẫu này số 6, 99k. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 giùm em nha. Mẫu này số 6 nha mọi người ơi. 55kg đồ lại mặc vừa áo này chỉ có giá 99k. Toàn bộ tất cả đều là hàng mới nha mọi người. Tất cả đều là hàng mới nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 giùm em nha. Mẫu này là số 6 nha. Mẫu này là số 6 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 giùm mình. Mẫu này chỉ có giá 99k thôi nha mấy chị ơi. 99k áp dụng cho chị nào chị like và chia sẻ bài của mình nha. Mẫu này 99, bạn nào 99k. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 giùm mình nha mọi người. Chốt số 6 giùm mình, len cực kỳ đẹp luôn nha. Len cực kỳ đẹp, rất là đẹp luôn. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 giùm em nha. Mẫu này là số 6 nha mọi người. Rất là đẹp ở ngoài, rất là đẹp. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu đang mặc là số 6 nha. Mẫu đang mặc là số 6. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm mình nha. Mẫu này là mẫu số 6 nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 giùm em nha. 55kg đồ lại mặc vừa mẫu này nha mọi người. Áo len toàn bộ đều là hàng mới luôn nha. Là len Quảng Châu nha mọi người ơi. 99k nha mọi người ơi. Áo này là có giá 99k. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 giùm mình nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 giùm em nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 giùm mình nha mọi người. Rồi chốt số 6 cho Cúc Kim nha. Xin chào cả nhà, xin chào mọi người. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Chỉ còn mọi người like và chia sẻ bài thì sẽ mua được với giá rất là rẻ nha mọi người. Toàn bộ tất cả đều là hàng mới nha, không đâu rẻ bằng ở đây nha. Cực kỳ đẹp luôn nha. Rất là đẹp ở ngoài, rất là đẹp nha. Có rất là nhiều kiểu luôn mọi người ơi, len có rất là nhiều kiểu luôn. Mọi người chỉ cần like và chia sẻ bài giùm em thôi nha mọi người.
like và chia sẻ bài giùm em thôi nha. Có rất là nhiều mẫu len đẹp nha mọi người. Trong thời gian chờ đợi mẫu mình đang mặc đồ, mọi người like và chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Chỉ còn like và chia sẻ bài giùm em thôi nha. Cực kỳ đẹp luôn nha. Cực kỳ đẹp nha mấy chị ơi. Rồi áo này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 nha. Áo mẫu đang mặc là số 7 nha. Mẫu đang mặc là số 7 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 cho mình nha mọi người. Áo này có giá 99k nha. Mẫu này 99k nha mọi người ơi. Ở ngoài cực kỳ đẹp luôn mọi người ơi. Mẫu này là số 7 nha. Mẫu này là số 7 nha mấy chị ơi. Rất là đẹp nha mấy chị. Chị có giá 99k áo này nha. Là áo mới nha. Vải len ở ngoài rất là đẹp nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 cho mình nha mọi người. Chốt số 7 cho mình mẫu này nha. Cực kỳ đẹp nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 nha. 55kg đổ lại mặc vừa áo này nha mọi người ơi. Ở ngoài cực kỳ đẹp nha mọi người. Tất cả đều là hàng mới nha. Chỉ cần mọi người like và chia sẻ bài của mình là sẽ mua được cái giá đó nha. Rất là đẹp nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 giùm em nha. Mẫu này số 7. Cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị ơi. Chỉ cần mấy chị, chị áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài bên mình nha mọi người ơi. Mẫu này ở ngoài cực kỳ đẹp luôn nha. Len rất là đẹp nha mọi người. Chỉ có 99k áo này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 nha. Mẫu này số 7 nha. Mẫu này số 7 nha mọi người ơi. Cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Mẫu này là số 7 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 giùm mình nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 rồi chốt số 7 cho Phan Lan nha. Còn rất là nhiều mẫu nha mọi người ơi. Mọi người, bạn nào lấy đặt hàng cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn nha. Còn rất là nhiều len đẹp nha mọi người ơi. Len cực kỳ đẹp luôn nha. Len rất là đẹp nha mọi người. Vải cực kỳ đẹp luôn. Mọi người chỉ cần like và chia sẻ bài giùm mình thôi nha mọi người ơi. Chị áp dụng cho chị nào like và chia sẻ bài nha. Like và chia sẻ livestream này nha mọi người. Còn rất là nhiều mẫu đẹp. Mọi người chia sẻ bài giùm mình. Rồi áo mẫu mình đang mặc nha mọi người ơi. Áo mẫu mình đang mặc có giá 99k nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 8 cho mình nha mọi người. Mẫu đang mặc là số 8 nha. 55kg lại mặc vừa cái áo này nha. 55kg lại mặc vừa cái áo này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 8 cho mình nha mọi người. Chốt số 8 cho mình. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 8 giùm em nha. Chỉ có giá 99k thôi nha. Áo này nha mọi người. 99k áo này. Rất là rẻ mà rất là đẹp luôn nha mấy chị. Cực kỳ đẹp luôn. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 8 giùm em nha. Mẫu này là số 8. Chị áp dụng cho chị nào, cho bạn nào chia sẻ livestream bên mình nha. Chia sẻ livestream bên mình mới mua được với giá đó nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 8 nha. Mẫu này số 8 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 8. Rồi chốt số 8 cho Ly Phan nha. Vẫn còn nha mọi người ơi. Số 8 vẫn còn nha. Chị đã... vẫn còn nha. Số 8 55kg lại mặc vừa nha. Chị có giá 99k thôi nha mấy chị ơi. Cực kỳ đẹp và rất là rẻ nha. 99 vẫn còn. Số 8 vẫn còn nha. Mẫu đang mặc vẫn còn nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 8 giùm em nha. Mẫu này số 8 nha mấy chị ơi. Mẫu đang mặc là số 8 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 8 giùm mình. Mẫu này số 8 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 8 giùm mình. Số 8 vẫn còn nha mọi người ơi. Vẫn còn số 8 nha. 55kg lại mặc vừa nha mọi người. Chỉ có giá 99k nha. 99k thôi nha mọi người ơi. Cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. 55kg lại mặc vừa cái mẫu này. Bạn nào thích mẫu này thì chụp lại màn hình gửi cho mình nha. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi.
like và chia sẻ bài giùm mình nha. Xin chào cả nhà, xin chào Văn Lan. Rồi một cái áo này cực kỳ đẹp luôn nha. Chỉ có giá 99k cái áo này thôi nha mọi người ơi. Chuyên nhất một cái nha. Dễ thương quá. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 9 cho mình nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 9 cho mình nha mọi người ơi. Chỉ có giá 99k thôi nha. 99k cái mẫu này nha mọi người ơi. Rất là đẹp nha. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Chỉ có giá 99k mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 9 giùm mình. 99k mẫu này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 9 giùm em nha. Mẫu này là số 9 nha. Cực kỳ đẹp, cực kỳ dễ thương luôn. Và cực kỳ rẻ luôn nha. Mẫu này là số 9 nha mọi người. Bạn nào thích mẫu này chốt số 9 giùm em nha. Mẫu này số 9 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 9 giùm mình nha. Mẫu này là số 9, 55kg loại mặt vừa nha. 55kg loại mặt vừa. Chỉ có 99k thôi nha mọi người ơi. Tất cả là hàng mới nha, là len Quảng Châu nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 9 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này số 9 nha. Chỉ có giá là 99k mẫu này nha mọi người ơi. Là hàng len Quảng Châu, hàng mới nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 9 giùm mình nha. Cực kỳ dễ thương nha mọi người. Rất là đẹp. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 9 giùm em nha. Mẫu này số 9 nha. Số 9 nha mọi người ơi. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha. Điện thoại bị đi luôn. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 9 giùm em nha. 55kg lại mặt vừa. Rồi chốt số 9 cho Nguyễn Mộng Điệp nha. Nguyễn Mộng Điệp. Em xin thật địa chỉ Mộng Điệp ơi. Ủa không, tôi xin đáng rồi. Cô bỏ đáng. Đấy bỏ tôi đi. Xin chào mọi người. Xin chào cả nhà. Mọi người ơi, mọi người chỉ cần like và chia sẻ bài giùm em thôi nha. Like và chia sẻ bài giùm em. Rồi, một cái áo này cũng cực kỳ đẹp nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu đang mặc thì chốt số 10 giùm mình nha. Mẫu đang mặc là số 10 nha mọi người. Rất là đẹp nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 10 giùm mình. Chốt số 10 giùm mình mẫu này nha mọi người ơi. Chỉ có giá 99k thôi nha. 99k mẫu này nha mọi người. Mẫu này là 99k nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 10 giùm mình nha mọi người. Mẫu này là số 10 nha. 55kg lại mặc vừa nha mọi người. Len cực kỳ đẹp nha mọi người. Giá 99k. Áo len hàng Quảng Châu. Là hàng Quảng Châu, hàng mới nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 10 giùm em nha. Chốt số 10 giùm em nha mọi người ơi. Chốt số 10 giùm em. Cực kỳ đẹp nha mọi người. Len rất là đẹp luôn nha mọi người. Mình chỉ áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài nha. Like và chia sẻ bài nha mọi người ơi. Có luôn nha Lan Tây ơi. Có luôn nha em. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 10 nha. Mẫu này số 10 nha. 55kg lại mặc vừa nha mọi người. 55kg lại mặc vừa mẫu này. Chỉ có giá 99k nha. Mẫu này nha mấy chị ơi. Mẫu này chỉ có giá 99k nha. 99k mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 10 nha. Chốt số 10 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này số 10 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 10 giùm em nha. Mấy bạn like. Bạn nào thích mẫu này thì chốt số 10 giùm em. Chốt số 10 kèm theo số điện thoại địa chỉ luôn nha.
Chỉ cần mọi người like và chia sẻ bài giùm em nha. Chỉ cần mọi người like và chia sẻ bài thôi nha mọi người ơi. Chỉ áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài nha. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp, cực kỳ đẹp luôn nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 10 giùm mình nha. Chốt số 10 mẫu này nha. Còn rất là nhiều mẫu, còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha mọi người ơi. Xin chào cả nhà. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha. Rồi áo này, áo mẫu mình đang mặc nha mọi người ơi. Áo mẫu mình đang mặc có giá 99k. Bạn nào thích mẫu này thì chốt 11 giờ mình nha. Mẫu đang mặc là số 11 nha. Cực kỳ đẹp luôn nha mọi người ơi. Cực kỳ dễ thương. Cái này rất là đẹp. Cái này đẹp, này đẹp. Cái này đẹp nè. Bạn nào thích mẫu này chốt 11 giờ mình nha. Chốt số 11 giờ mình nha mọi người. Màu vintage này đang hot rồi. Hình như năm nay đang hot rồi. Chốt số 11 cho Liên Hoàng. Rồi vẫn còn nha mọi người ơi, vẫn còn số 11 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 11 giờ mình nha mọi người ơi. Chốt 11 giờ mình mẫu này nha. Áo này cực kỳ đẹp nha mọi người. Chỉ có giá 99k cái áo này thôi nha. Mẫu này là số 11. Bạn nào thích mẫu này chốt 11 giùm mình. Áo này 55kg đồ lại mặc vừa nha. 55kg đồ lại mặc vừa. Áo này chỉ có giá 99k thôi nha. Áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài nha. Like và chia sẻ bài nha mọi người ơi. 99k mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 11 nha. Mẫu này số 11 nha. Cực kỳ đẹp nha. Số 11 vẫn còn nha. Số 11 vẫn còn nha mấy chị ơi. Cực kỳ đẹp nha. Bạn nào thích mẫu này chốt 11 giùm mình nha. Mẫu này là số 11. Bạn vẫn còn nha mọi người ơi. Áo 11 vẫn còn nha. Bạn nào thích mẫu này chốt số 11 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Mẫu này nha. Mẫu này số 11 nha. Bạn nào thích mẫu này chụp lại màn hình gửi cho mình nha. Chụp lại màn hình gửi cho mình nha. Mẫu 11 vẫn còn nha mọi người. Mèo ơi, chia sẻ bài giùm đi mèo ơi. Chia sẻ bài nha mèo ơi. Xin chào mọi người. Mọi người ơi, còn rất là nhiều kiểu len đẹp nha. Mọi người chỉ cần like và chia sẻ bài giùm em là sẽ mua được với giá cực kỳ rẻ luôn nha. Cực kỳ rẻ nha mọi người. Ủa, tối nay tới đâu không ạ? Xin chào chị My, Nguyễn Thị Diễm My. Rồi áo này nha, có chị My ơi, nhiều áo len đẹp lắm chị My ơi. Mẫu này là số 12 nha. Bạn nào thích mẫu này chốt 12 giùm mình nha mọi người ơi. 55kg lại mặc vừa. 55kg lại mặc vừa mẫu này nha. Giá 99k nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 12 nha. Mẫu này 12 nha. Mẫu này 12 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 12 giùm em. 55kg đồ lại mặc vừa mẫu này. 55kg đồ lại mặc vừa chỉ có giá 99k thôi nha. 99k nha mọi người ơi. Bạn nào đang coi livestream cho em xin một chấm nha. Cho em xin một chấm luôn nha mọi người. Mẫu này có giá 99k. Số 12 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 12 giùm em nha. Cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Mẫu này số 12 nha. Len cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Len rất là đẹp nha. Chỉ có giá 99k. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 12 nha. Đúng rồi Ngọc Yến ơi, là hàng mới nha em ơi. Tất cả đều là hàng mới, hàng Quảng Châu nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 12 nha. Mẫu này số 12 nha mọi người ơi.
rất là đẹp luôn. Mẫu 12 này cực kỳ đẹp nha. Rồi chốt cho 12 cho Phan Phượng nha. Hoa Hoa Thị nha. Cho mình xin địa chỉ luôn nha hai bạn ơi. Còn rất là nhiều mẫu đang đẹp nha mấy chị ơi. Mấy chị chỉ cần like và chia sẻ bài giùm em thôi nha. Chỉ còn like và chia sẻ bài thôi nha mọi người. Xin chào Phan Lan. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Chỉ còn like và chia sẻ sẽ mua được với giá cực kỳ rẻ luôn nha mọi người. Chỉ áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài nha. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Like để mua với giá cực kỳ rẻ luôn nha. Rất là nhiều mẫu lên đẹp nha mọi người ơi. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Rồi mẫu đang mặc nha mọi người. Mẫu đang mặc từ 55kg đổ lại mặc vừa. 55kg đổ lại mặc vừa mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 13 giùm em nha. Mẫu này số 13 nha mọi người ơi. Mẫu này số 13 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 13 giùm mình có giá 99k nha. 99k mẫu này nha. Mẫu này là số 13 nha mọi người ơi. Mẫu này là số 13. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 13 giùm em nha. 55kg lại mặc vừa áo này. Áo này có giá 99k nha. 99k mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 14 giùm mình nha mọi người. Mẫu này số 14 nha. Chỉ có giá 99k thôi nha. Mẫu này là 99k. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Like và chia sẻ bài giùm mình nha. Dạ xin chào chị Thảo nha. Xin chào Minh Thảo nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 14 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này từ 55kg lại mặc vừa mẫu này nha. Chị áp dụng cho chị nào like và chia sẻ bài nha mọi người. Chị áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài nha. Áo này nha mọi người ơi, áo này có giá 99k nha. Được nha Minh Thảo ơi, được luôn nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 14 nha. Mẫu này 14 nha mọi người ơi, mẫu này số 14. Len cực kỳ đẹp nha. Áo này có giá 99k nha mọi người, 99k áo này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 14 cho mình nha mọi người ơi, mẫu này số 14 nha. Bạn nào thích mẫu này chụp lại màn hình gửi cho mình nha mọi người. 55kg đổi lại mặc vừa mẫu này nha. Chị áp dụng cho chị nào like và chia sẻ bài nha. Là áo len hàng Quảng Châu, là hàng mới nha mọi người ơi. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm em nha. Like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Cực kỳ đẹp mà cực kỳ rẻ luôn. Áo này chỉ có giá 99k thôi nha mọi người. 99k mẫu này nha. Cực kỳ đẹp, rất là đẹp nha. Rất là đẹp nha mấy chị ơi. Mẫu này rất là đẹp. Rồi chốt số 14 cho Phan Lan nha. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. 99. Mọi người ơi, like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha. Mọi người đừng đi đâu, đừng rời màn hình nha mọi người ơi. Mẫu của mình đang mặc đồ nha. Mọi người like và chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Rồi mẫu áo len này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 15 giùm mình nha mọi người ơi.
từ 55kg đồ lại mặc vừa mẫu này nha. 55kg đồ lại mặc vừa mẫu này nha. Bạn nào chốt mẫu này chốt số 15 giùm mình nha. Số 15 giùm mình nha mọi người ơi. Len cực kỳ đẹp nha mấy chị ơi, diện 99k áo này nha. Áo này là có giá 99k. Chị áp dụng cho chị nào like và chia sẻ bài nha. Like và chia sẻ livestream nha. 15 nha mọi người ơi, mẫu này là số 15 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 15 giùm mình nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 15 giùm em nha mọi người ơi. Mẫu này là số 15 nha. 55kg đồ lại mặc vừa áo này nha mọi người. Chỉ có giá 99k thôi nha. Cực kỳ rẻ, cực kỳ đẹp luôn. Rất là rẻ nha. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Còn rất là nhiều. Rồi chốt 15 cho Trần Thanh nha. Trần Thanh ơi, cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn chị ơi. Thảo ơi, Nguyễn Thanh Thảo áo nào em ơi. Mọi người, chị Trần Thanh ơi, Trần Thanh ơi cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha chị ơi. Mẫu đang mặc nha mọi người ơi, mẫu đang mặc là số 16 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 16 giùm em nha mọi người ơi, cực kỳ đẹp, cực kỳ dễ thương luôn. Mẫu này là số 16 nha. Trần Thanh ơi cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha chị ơi. Mẫu này nha mọi người ơi, mẫu này là số 16 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 16 giùm mình nha. Bạn nào chốt mẫu này chốt số 16 giùm mình nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 10, chốt số 16 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này số 16 nha mấy chị ơi. Đâu bộ. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 16 cho mình nha mọi người. Mẫu này ở ngoài cực kỳ đẹp luôn nha. Cực kỳ đẹp cái này luôn nha mọi người. Mẫu này rất là đẹp nha. 55kg đồ lại mặc vừa nha mọi người. 55kg đồ lại mặc vừa mẫu này nha. Chỉ 99k mẫu này thôi nha mọi người ơi. 99k mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 16 nha. 16 mẫu này nha mọi người ơi. Mẫu này rất là đẹp mà sao không thấy ai chốt hết ta. Mẫu này cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Rất là dễ thương. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 16 giùm em nha. Rồi chốt 16 cho Phan Lan nha. 16 vẫn còn nha mọi người ơi. Vẫn còn nha mọi người ơi, vẫn còn mẫu này vẫn còn nha. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Chia sẻ bài để mua với giá 99k nha. Cực kỳ rẻ mà rất là đẹp luôn nha mọi người. Rất là đẹp luôn nha. Bạn nào thích mẫu này thì chốt lại chụp lại màn hình gửi cho mình nha. Còn rất là nhiều mẫu nha. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình cho mọi người ơi. Chị áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài nha. Rồi mẫu này nha mọi người ơi, mẫu này nha. 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này. Chị Trần Thanh ơi, chị còn đó không? Cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha chị ơi. Áo này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 10. Vừa rồi bao nhiêu shop. Chị Văn Trường ơi, em đang like áo len nha chị ơi. Áo len nha.
Mẫu đang mặc là số 17 nha. Mẫu này rộng quá chị ơi. Cái này rộng á, cái này không phải ôm đâu. Cái này cũng dễ thương. Mẫu này 99k nha mọi người ơi. Cái này mẫu này 99k nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 16 cho mình nha mọi người ơi. Chốt số 16. À chị ơi, hôm nay bận quá em chưa đi được, cái gì ngày mai em gửi cho chị nha. Ngày mai bây giờ chị chọn thêm là mai em gửi luôn chị. Còn nhiều mẫu đẹp lắm. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 17 nha mọi người ơi. Mẫu này là số 17 có giá 99k. Cái gì? Sao lâm ghiên tầm mày vậy? Rồi chốt 17 cho Hạnh Trương nha. Rồi số 17 vẫn còn nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 17 kèm theo số điện thoại địa chỉ giúp mình nha mọi người. Áo này có giá 99k nha. Mẫu này có thể mặc được 2 kiểu nha mọi người. Mẫu này có thể mặc được 2 kiểu. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 17 giúp mình nha. Mẫu số 17 vẫn còn nha mọi người. Chỉ có giá 99k thôi nha. Mẫu này 99k. Bạn nào chốt mẫu này thì chốt 17 giúp mình nha mọi người ơi. Mình sẽ áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ nha. Rồi ok Hạnh Trương. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 99 cho mình nha mọi người ơi. Mẫu này là số 17. 99k nha. Mẫu 17 vẫn còn nha mọi người. Mẫu này là số 17 vẫn còn nha mọi người. Mẫu này là số 17 nha. Mẫu này là số 17 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 17 giùm mình nha. Số 17 vẫn còn nha mọi người. Số 17 vẫn còn nha. Chỉ có 99k thôi nha mọi người. Rồi bạn nào thích mẫu này thì chụp lại màn hình gửi cho mình nha. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Toàn bộ đều là hàng mới nha. Tất cả đều là hàng mới nha mọi người ơi. Là hàng lấy Quảng Châu nha. Chị áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài nha mọi người. Chị áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài nha. Rồi áo này nha mọi người. Áo này là số 18 nha. Mẫu này là số 18 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 18 cho mình. Áo này 99k nha. Áo này 99k. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 10 số 18 cho mình nha. Mẫu này là số 18 nha mọi người ơi. Mẫu này là số 18. 55kg đồ lại mặt vừa nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 18 cho mình nha. Mẫu này số 18 có giá 99k thôi nha mọi người. 99k cái áo này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt bạn nào lấy mẫu này chốt 18 cho mình nha mọi người. Chốt số 18 giùm em nha. Cái này ở ngoài cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị ơi. Chia sẻ bài để mua với giá rất là rẻ nha. Chia sẻ bài bạn nào lấy mẫu này chốt số 18 cho mình nha mọi người. Mẫu này là số 18 nha. Mẫu này là số 18 nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 18 cho mình nha. Mẫu này 55kg đồ lại mặc vừa nha. 55kg đồ lại mặc vừa mẫu này nha. Lên là hàng Quảng Châu, là hàng mới nha mọi người. Mọi người chỉ cần like và chia sẻ bài sẽ mua được với giá rất là rẻ nha. 99k nha. Toàn bộ đều là hàng mới. Chỉ cần mọi người like và chia sẻ bài trên trang cá nhân hoặc trong nhóm cho mình nha mọi người ơi. Áo này 55kg đồ lại mặc vừa nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 10. Chốt số 18 cho mình nha mọi người. Mẫu này số 18 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 18 cho mình nha mọi người ơi. Mẫu này cực kỳ đẹp luôn nha. Cực kỳ đẹp nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 18 cho mình nha. Thôi.
Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha mấy chị ơi. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha. Mấy chị like và chia sẻ bài giùm em nha mấy chị ơi. Like và chia sẻ bài giùm em nha. Rồi một cái áo này cũng cực kỳ dễ thương nha mọi người ơi. Baby doll nha, là len nha mọi người. Bạn đã lấy mẫu này chốt số 19 cho mình nha. Mẫu này 99k nha mọi người. 99k cái mẫu này nha. Bạn đã lấy mẫu này chốt số 19 nha mọi người ơi. 99k cái áo này là dạng baby doll nha. Len nha mọi người ơi, rất ở ngoài rất là đẹp luôn. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 19 cho mình. Mẫu này số 19 nha mọi người. Mẫu đang mặc là số 19 nha. 55kg đồ lại mặc vừa nha. 55kg đồ lại mặc vừa nha. Nha mấy chị ơi, chỉ cần mấy chị like và chia sẻ bài giùm em nha. Like và chia sẻ bài để mua với giá rất là rẻ nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 19 giùm mình nha mọi người. Mẫu này là Xin chào cả nhà, xin chào cô Hồng Anh. Mọi người like và chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Mẫu này 55kg đồ lại mặc vừa nha. 55kg đồ lại mặc vừa mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 19 giùm mình nha mọi người. Là áo baby doll nha. Ở ngoài rất là dễ thương. 99k nha mọi người ơi. Không cần một cái bóng đèn này đâu, chói mắt quá. Mọi người ơi, mọi người tiếp tục chọn mã số này đi ạ. À, 19 baby doll nha. Ở trên là chất len xếp tới đây lắm. Ở trên là len nha. Ông này là được thêu nha mọi người. Ở dưới này là vải xô nha. Mọi người có thể chốt mã 19 đi ạ. À, mã 19 chốt cho Hồng Anh. Cô Hồng Anh ơi, cho số điện thoại đi. Mã 19 còn 3 cái lận nha. Mọi người tiếp tục chốt đơn đi ạ. À. 19 vẫn còn nha mọi người. Mã 19 màu này là màu đen. Chứ không phải màu cho vô hình nó màu gì. Mã này là mã màu đen, mọi người ơi tiếp tục like và share cho Miu đi ạ. Like và share để mua được với giá 99k nha mọi người. Áo này là len Quảng Châu nha. Cực chất luôn. Cái gì vậy cha? Lên lấy điện thoại kìa kìa. Xin tới một xíu cho người ta coi ra. Xin nói tiếp đi cha. Áo 19 nha mọi người ơi, áo này là dạng áo baby doll nha, màu đen nha mọi người ơi, ở ngoài cực kỳ dễ thương luôn nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 19 kèm theo số điện thoại địa chỉ giúp mình nha mọi người, chỉ có giá 99k nha. Bạn nào lấy hàng cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn nha. Ok Hồng Anh nha. Chỉ áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài của mình nha mọi người ơi. Chỉ áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài với mua với giá 99k nha. Áo này có giá 99k nha. Có tặng không là sao chị Hương Suka ơi? Bên này là em đang bán với áp dụng chương trình với giá 99k nha. 55kg nó lại mang vừa nha Hồng nha cô Hồng Anh. Ủa, còn nha mọi sao? Người. Ủa hồi nãy làm chương trình tặng gì? Chị ơi, cái này là em đang bán chứ không phải tặng nha chị Hương Suka ơi. Áo 19 vẫn còn nha mọi người ơi. Áo 19 vẫn còn. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 19 kèm theo số điện thoại địa chỉ cho mình nha. Không có tác dụng đâu. Sáng á trời ơi. Áo này vẫn còn nha mọi người ơi. Bạn nào thích mẫu này chốt số 19 kèm theo số điện thoại địa chỉ cho mình nha. Mẫu này nha mọi người ơi. Tất cả đều là 99k nha bạn Linh My ơi. Áo đang mặc 99k nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 19 cho mình nha. Áo 19 vẫn còn nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 19 giùm mình nha. Chốt số 19 giùm mình nha. 19 nha, qua mẫu đi rồi mọi người. May tụi hay là 500 mấy. 19 nè. Xin chào cả nhà nha. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Like và chia sẻ bài nha. Like và chia sẻ đi mọi người ơi. À, hôm nay mọi người đã nhận áo chưa? Nếu nhận áo rồi thì quy bắt lại cho Miu nha. Áo cực vải cực chất luôn chứ không phải là hàng đẻo nha mọi người. Hàng này là hàng mới 100%, không phải hàng si đâu nha mấy bạn ơi. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài. Lên một mẫu siêu phẩm màu vàng nha mọi người. Vàng chanh. 99k cái áo này nha mọi người ơi.
Màu này là màu vàng chanh nha. Nha. Mẫu này là số 20 nha. 20 nha mọi người ơi, len cực kỳ đẹp luôn nha. Chỉ 99k thôi nha mọi người. 99k cái mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 20 giùm mình nha mọi người ơi. Chốt 20 nha. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ đi. Trên 150 người xem em sẽ tặng một chiếc áo len siêu phẩm nha mọi người. Tiếp tục chia sẻ để mua với giá 99k nha mọi người. Phần đầu thì em sẽ like chim áo 99k, phần sau thì em sẽ like áo giá 69k nha. Mẫu này là số 20 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 20 giùm em nha. 55kg rồi lại mặc vừa áo này nha mọi người ơi. 55kg rồi lại mặc vừa nha. Áo cực kỳ đẹp luôn nha. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Chỉ có 99k cái áo này, len cực kỳ đẹp luôn. Áo rất đang là mặc đẹp. Chỉ duy nhất một màu thôi cô Hồng Anh ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt 20 giùm mình nha mọi người. Chốt 20 giùm mình mẫu này nha. Mẫu này số 20 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 20 nha. Áo này 55kg rồi lại mặc vừa nha mọi người. 55kg rồi lại mặc vừa áo này nha. Rồi chốt 10, chốt 20 cho Lý Phan nha. Mã 19 chỉ có một màu duy nhất nha. Màu đen nha cô Hồng Anh ơi. Dạ, hết rồi. À giờ còn một cái. Còn một cái, mẫu cởi đi. Mã 20 chỉ có một màu vàng chanh này thôi cô Hồng Anh ơi, nhưng mà không vừa. Mã 20 có người chốt rồi nha cô Hồng Anh ơi. Màu vàng chanh đó đã có người chốt rồi nha cô Hồng Anh. Lên màu siêu phẩm nha, chuột Mickey màu xanh cực kỳ đẹp luôn nha mọi người ơi. Giá chỉ có 99k một chiếc len Quảng Châu cực kỳ đẹp luôn nha. Mọi người ơi, mọi người xem hàng đi ạ, cực kỳ chất chứ không phải là hàng si đâu nha. Ai cũng tưởng nó là hàng si á. Hàng mới nha mọi người. Mã này là mã 21 nha mọi người ơi. Ai thích mẫu này chốt mã 21. Toàn bộ đều là hàng mới nha mọi người ơi. Mọi người like và chia sẻ bài để mua với giá rất là rẻ nha. Áo này áo này chỉ có giá 99k thôi nha mọi người. Tất cả đều là hàng mới, là hàng Quảng Châu nha mọi người ơi. Là hàng Quảng Châu nha, không phải là hàng si nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 21 cho mình nha. Mẫu này số 21 nha mọi người. Mẫu này số 21 nha. Siêu Uyên ơi, cái này là 99k nha chị ơi, 99k mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 21 cho mình nha mọi người. 55kg loại mặc vừa mẫu này nha. 55kg loại mặc vừa mẫu này. Rồi chốt 21 nha chị Siêu Uyên nha. Chị ơi, cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha chị ơi. Mọi người ơi, mọi người chốt hàng thì cho Miu số điện thoại và địa chỉ đi mọi người ơi. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Chốt cho Siêu Uyên 51kg trở xuống là vừa nha cô Hồng Anh ơi. Bạn nào chị ơi, cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha chị ơi, cái gì mà em xếp hàng cho chị luôn nha. Chị Siêu Uyên ơi, chị lên số điện thoại và địa chỉ đi ạ. À. Một chiếc áo pha đỏ, đỏ trắng. Màu đỏ chứ không phải màu cam luôn nha mọi người. Màu đỏ nha mọi người. Đỏ cam. Vải này là vải len dịch, len Bumtagi nha mọi người ơi. Từ 50kg trở xuống là mang vừa nha mọi người. Áo này từ 50kg trở xuống là mang vừa nha. Chị ơi, cho em địa chỉ luôn nha chị ơi. Có gì mang ship hàng cho chị luôn nha. Mẫu này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 22 cho mình nha mọi người. Áo mẫu đang mặc 50kg lại mặc vừa nha. Số 22 nha mọi người ơi. 22, 99k nha. Bạn nào thích mẫu này chốt chốt số 22 cho mình nha mọi người. Mẫu chốt mã 22. Cô Hồng Anh ơi, lấy 22 cho ai vậy cô Hồng Anh ơi? Mina hả? Rồi, chỉ còn một mã 22 thôi. Vẫn còn mã 22, vẫn còn nha mọi người ơi. Hả?
chị đó chứ ai nữa. Mọi người ơi, mọi người xem cho view, like và chia sẻ cho em đi ạ. Chỉ cho những bạn nào like và chia sẻ thì em mới bán với giá này nha. Còn không là bán với giá 150k hết nha mọi người. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm luôn nha mọi người ơi. Mình sẽ áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài của mình nha. Còn rất nhiều mẫu len đẹp nha mọi người. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha. Đây là mọi người ơi, mọi người đang xem hãy like và chia sẻ đi ạ. Like và chia sẻ thì mới mua được giá 99k nha mọi người. Hàng này là hàng cực chất, hàng Quảng Châu, không phải là hàng đảo đâu nha mọi người ơi. Mọi người có thể coi chất vải nè. Hôm nay ai nhận được hàng rồi thì sẽ biết chất vải bên Miu đấy ạ. Mẫu này 99k nha. Hiếu Nguyễn ơi, nếu mà muốn thì là inbox riêng cho Trang đi ạ. Mẫu này nha mọi người ơi, mẫu này 55kg trở 55kg độ lại mặt vừa nha mọi người ơi. Mẫu này 99k nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 23 giùm mình nha mọi người. Mẫu này số 23 nha. Sao hơi dữ vậy chị? Mẫu này số 23 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 23. Mẫu này số 23 nha mọi người. Mẫu này chỉ có một chiếc thôi. Mọi người nhanh tay chốt đi ạ. Mẫu này chỉ có duy nhất một chiếc thôi. Mọi người có thể xăn tay áo lên nếu thấy nó dài. Thôi mình cứ lo gì nói gì. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 23 giùm mình nha. Rồi chốt số 23 cho Ly Phan nha. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này nha mọi người ơi, mẫu này áo này cực kỳ dễ thương luôn nha. Cực kỳ dễ thương mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 24 giùm mình nha mọi người. Mẫu này số 24 nha. 24 nha mọi người, mẫu này em có 5 chiếc. Mọi người tha hồ chốt nha mọi người ơi. Mẫu này có 5 chiếc. Chị có giá 99k mẫu này nha mọi người ơi, 99k mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 23 giùm mình. Hả? 119. Ủa? Cái này đang nữa. Cái này 99k nha mọi người ơi, mẫu này 99k nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 24 giùm mình nha mọi người. Mẫu này số 24 nha, cực kỳ dễ thương, ở ngoài rất là dễ thương nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 24 giùm em nha mọi người ơi. Chốt mã 24 nha. Mẫu này số 24 nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 24 nha. Mẫu này cũng cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Mẫu này rất là đẹp nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 24, chỉ có giá 99k áo này. Em chỉ áp dụng cho chị nào like và chia sẻ bài nha. Like và chia sẻ bài nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 24 giùm em nha. Áo này em có 5 cái nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 24 giùm em nha. Mẫu này số 24 nha mọi người. 55kg lại mặc vừa mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 24 giùm em nha. Số này là số 24 nha mọi người ơi. Mẫu này cho gặp nhan sắc linh heo miếng coi. Mi Huỳnh. Rồi bây giờ Huỳnh ơi, like và chia sẻ cho Linh đi. Cái này hợp với Mi Huỳnh nè, mua đi Mi Huỳnh ơi. Mẫu này là số 24. Mẫu này là số 24 nha mọi người ơi. Bạn nào thích mẫu này chụp lại màn hình gửi cho mình nha mọi người ơi. Vẫn còn nha mọi người ơi. Cực kỳ đẹp luôn nha. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Like và chia sẻ bài giùm mình nha. Dạo này nghèo rồi bạn, ở ẩn. Ở ẩn cũng suốt ngày đi du lịch ở ẩn.
mọi người ơi, trong thời gian mẫu mình đang mặc đồ, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. À biết My thích cái nào, ý là em lên em kêu My coi like. Cô Hồng Anh đây còn nhiều cái đẹp lắm. Vũ Thu Thảo ơi, chị like xong cái này chị sẽ like áo 69k nha em ơi. Mẫu này nha. Mẫu này nha mọi người ơi, bạn nào lấy mẫu này chốt số 25 giùm mình nha. Mẫu này 55kg lại mặc vừa nha mọi người. 55kg lại mặc vừa mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 25 nha. Mọi người ơi, mọi người, áo len 69k chị like sau nha Vũ Thu Thảo ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt 25 giùm mình nha mọi người. Chốt số 25 giùm mình mẫu này nha. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ để có giá 99k nha. Lát nữa mình kiểm tra, nếu như bạn nào không chia sẻ thì sẽ có giá là 150k nha mọi người. Mọi người tiếp tục chia sẻ đi ạ. Tiếp tục chia sẻ để lấy động lực cho Miu like nhiều mẫu đẹp cho mọi người nha. Mẫu này là số 25 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 25 kèm theo số điện thoại địa chỉ cho mình nha. Mình sẽ áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài nha mọi người ơi. Like và chia sẻ bài nha. Áo này chỉ có giá 99k nha mọi người. Áo mới, toàn bộ đều là hàng mới, len Quảng Châu nha mọi người ơi. Miu có tuyển sỉ nha mọi người. Nếu mà ai sỉ thì inbox cho Miu nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 25 giùm mình nha. Mẫu này là số 25 nha mọi người ơi. Len nha mọi người, ở trên này là có phối lưới nha. Mọi người không thích thì có thể gỡ lớp lưới này ra được nha mọi người. Mẫu này cực kỳ dễ thương luôn nha mọi người ơi. Ở ngoài rất là đẹp nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 25 giùm mình nha mọi người. Mẫu này số 25 nha. Còn rất là nhiều mẫu len nha mọi người ơi. Mặc hai cái sọc đó luôn em là hết. Là em like 69 đó. Len cực kỳ đẹp cho mọi người. Ở ngoài vải rất là đẹp nha. Mọi người đảm bảo với mọi người là mọi người nhận được hàng mọi người sẽ không thất vọng đâu nha mọi người ơi. Cực kỳ rẻ mà cực kỳ đẹp luôn. Tao bỏ chạy hết. Quá. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài cho mình nha mọi người ơi. Bây giờ tiếp tục lên một siêu phẩm. Mọi người ơi, thực ra là giữa 69k và 99k thì không phải là giá quá cao đâu. Mọi người cứ yên tâm về chất lượng của nó. Mỹ Hình ơi, dạo này mình đi du lịch hơi bị dữ nha. Rồi, áo đang mặc nha mọi người ơi. Áo đang mặc cực kỳ đẹp luôn. 55kg lại mặc vừa nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 26 cho mình nha. Mẫu đang mặc là 26 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 26. Nó gắm mang đẹp mà sao nó mang ghê mọi người chết. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 26 cho mình nha mọi người. Mẫu này là số 26 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 26 cho mình nha. Mẫu 26 này mình có 5 chiếc nha. Người mẫu quen quá à. Người mẫu này giờ này nổi tiếng lắm. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 26 cho mình nha mọi người ơi. Mẫu này 26, 55kg rồi lại mặc vừa cái áo này nha. Cực kỳ xinh mà rất là rẻ nha mọi người. Mình chỉ áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài của mình nha. Like và chia sẻ bài trên trang cá nhân hoặc trong nhóm nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt 26 nha mọi người. Chốt số 26 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 26 cho mình nha mọi người ơi. Mẫu này chốt số 26 nha. Cực kỳ đẹp nha mọi người. Chỉ có giá 99k cái áo này thôi nha mọi người ơi. Áo này chỉ có giá 99k. Tất cả đều là hàng mới nha. Mẫu này chốt cho Hoa Hoa Thị nha. Rồi chốt mẫu này cho Phan Lan luôn nha. Ủa, Phan Lan với Phan Ly bữa nay mua nhiều quá ha. Chị Kim Cúc đi đâu rồi? Chị Kim Cúc khách VIP đi đâu rồi ạ? À? Chị Kim Cúc ơi, lên chọn tiếp đi nha chị. Hôm nay em thấy Kim Cúc chưa á?
người like và chia sẻ bài cho mình nha mọi người. Cùng lại nhưng mà màu. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha. Em like hết mẫu len này em sẽ like qua 69k nha mọi người ơi. Xong like đầm. Trong thời gian chờ mẫu mình đang mặc. Trong nó có đã hết rồi. Nguyễn Bích Hoa cả đã. Rồi mẫu mình đang mặc nha mọi người ơi. Mẫu mình đang mặc 55kg rồi lại mặc vừa nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 27 cho mình nha mọi người. Chất len cực kỳ dày nha mọi người. Nhưng chất len này bảo đảm mọi người mặc sẽ không bị nóng lắm đâu à. Cực kỳ dày nhưng mà chất xịn nha. 99k thôi mọi người ơi, hãy like và chia sẻ cho Miu đi ạ. Like và chia sẻ để mua được với giá 99k nha mọi người ơi. Đừng tiếc một like để Miu tính 150k nha mọi người. Mẫu này chỉ có giá 99k thôi nha mọi người ơi. Mọi người like và chia sẻ bài giùm em nha. Like và chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Bạn nào thích mẫu này chụp lại màn hình gửi cho mình nha. Rồi chốt mẫu này cho Kim Cúc nha. Mới nhắc Kim Cúc xong. Rồi rồi, áo làm đi. Lấy lại cái áo màu sọc đi. Màu đỏ đó hả? Màu đỏ đó, mặc luôn một cái đó luôn đi giống. Xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, cả nhà like và chia sẻ bài giùm em nha. Trong thời gian chờ đợi mẫu mình đang mặc đồ, mọi người like và chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Em sẽ áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài ở bên em nha. Chỉ cần like trên trang cá nhân hoặc là like trong nhóm nha mọi người ơi. Chia sẻ. Mẫu này 99k nha mọi người. Mẫu này 99k. Bạn nào lấy mẫu này chốt 28 cho mình nha mọi người ơi. Mẫu này 28 nha. Bạn nào lấy mẫu này. Ok ok. Chị đưa lên cho mẹ em dùng cái gì nha. Trang ôm cái đó lên cho mẹ để lộn. Bạn nào lấy mẫu này. Bạn này lấy mẫu này, bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 à? Mẫu này chỉ có 5 cái thôi. Bạn nào lấy thì cứ chốt lên số đi ạ. À. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 cho mình nha mọi người ơi. Cho một cái cho Linh nha. Mẫu này 52kg rồi lại mặc vừa nha. 52kg rồi lại mặc vừa mẫu này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 nha. Mẫu này là số 3 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 cho mình nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 cho mình nha. Mẫu này số 3 nha mọi người ơi. Rồi chốt số 3 cho. Rồi bây giờ em bắt đầu qua mẫu đầm nha. Đầm 119k nha mọi người. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Rồi bây giờ mình sẽ qua like đầm nha mọi người ơi. Mình sẽ qua like đầm nha. Đầm có giá 119k nha mọi người ơi. Đầm có giá 119k. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 1 nha. Rồi mẫu này nha mọi người ơi, mẫu đầm này nha. Bạn nào lấy mẫu đầm này chốt số 1 giùm mình nha mọi người. Đầm này có giá 119k nha mọi người ơi. Đầm này có giá 119k. 55kg thôi lại mặc vừa mẫu này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 nha. 60kg thôi lại mặc vừa mẫu này nha mọi người. 60kg. Cô Hồng Anh ơi, cô chụp hình cô gửi qua đi cô. Anh ánh bạch vai mà cái
cũ như vậy nè chị, màu đen á, mà cái đen màu trắng. Rồi mẫu đầm này nha mọi người ơi, bạn nào lấy mẫu đầm này chốt số 1 cho mình nha. Mẫu này 60kg là lại mặc vừa nha mọi người. 60kg là lại mặc vừa mẫu này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm mình nha mọi người. Đầm này có giá 119k nha. Chị áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài nha mọi người ơi. Ai đang xin cho em 1 chấm đi ạ. Bạn nào đang coi live stream cho mình xin 1 chấm nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 nha mọi người. Mẫu này 60kg luôn lại mặc vừa nha. Có giá 119k nha. Len cực kỳ đẹp nha mọi người. Len cực kỳ đẹp luôn nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 nha mọi người ơi. Mẫu này số 1 nha. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin 1 chấm nha mọi người ơi. Bạn nào đang coi cho mình xin 1 chấm. Chị áp dụng cho bạn nào chia sẻ bài nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 nha mọi người. Mẫu này số 1 nha. Đầm có giá 119k nha mọi người ơi. 60kg rồi lại mặc vừa. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm mình nha mọi người. Chốt số 1 giùm mình. Mẫu này là 60kg đôi lại mặc vừa nha mọi người. Rồi chốt số 1 cho Vi Quyên nha. Số 1 vẫn còn nha mọi người ơi. Chị nào lấy đặt hàng này cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha. Vẫn còn nha mọi người ơi, vẫn còn nha. Bạn nào thích thì chụp lại màn hình gửi cho mình nha. Mọi người ơi, mọi người đang xem thì like và chia sẻ cho Miu đi ạ. Like và chia sẻ để mua được với một chiếc đầm len cực kỳ siêu phẩm với giá 119.000 ở sau. Còn rất là nhiều mẫu đầm đẹp nha mọi người ơi, còn rất là nhiều mẫu đầm đẹp nha. 19, 11, 2010. Em mới đi chơi đây chị. Mọi người ơi, trong thời gian chờ đợi mẫu mình đang mặc, mọi người like và chia sẻ bài cho mình nha. Còn rất là nhiều mẫu đầm đẹp nha mọi người ơi, chỉ có giá 119k thôi nha. Cực kỳ đẹp mà rất là rẻ. Mình sẽ áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ cái live stream của mình nha mọi người. Rồi một cái đầm đen này nha. 55kg đổi lại mặc vừa. 55kg đổi lại mặc vừa nha mọi người ơi. 60kg đổi lại mặc vừa cái đầm này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm mình nha. Đầm này có giá 119k. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm mình nha mọi người ơi. Cực kỳ đẹp luôn nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm mình. 60kg rồi lại mặc vừa cái này nha mọi người ơi. 60kg rồi lại mặc vừa cái đầm đen này nha. Đầm này cũng ngoài cực kỳ xinh luôn nha mọi người. Rất là đẹp nha. Len nha mọi người ơi, là len nha. Hàng Quảng Châu, hàng mới nha mọi người. Bởi vì các bạn đã trải qua năm ca khúc vô cùng tuyệt vời và bây bạn giờ nào bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 cho mình nha mọi người ơi. Mẫu này là số 2 nha. 60kg rồi lại mặc vừa cái đầm này nha mọi người. Đầm này chỉ có giá 119k thôi nha. Mình sẽ áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài ở bên mình nha mọi người ơi. Vì hàng mới không có giá đó. Quên, hàng bình thường không có giá đó đâu nha mọi người. Hàng mới nhưng mà giá cực kỳ rẻ luôn nha mọi người. Đầm này chỉ có giá 119k. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt. Rồi chốt cho Hồng Anh nha. Vẫn còn nha mọi người ơi, vẫn còn nha. Mình coi được. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Còn rất là nhiều đầm đẹp nha mọi người. Còn rất là nhiều đầm đẹp nha. Len ở ngoài cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Đảm bảo mọi người nhận được hàng sẽ không bị thất vọng nha. Rất là đẹp nha mọi người. Trong thời gian chờ đợi mẫu mình đang mặc đồ, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Còn rất là nhiều đầm đẹp luôn nha. Còn rất nhiều đầm đẹp. Rồi một cái đầm này nha mọi người ơi. Đầm này 55kg lại mặc vừa nha.
Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 nha. Rồi thấy cô nha Hồng Anh. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 nha mọi người ơi. 55kg lại mặc vừa mẫu này. Đầm có giá 119k thôi nha mọi người ơi. 119k cái đầm này cực kỳ xinh nha. Đầm này là số 3. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm mình. Mẫu này số 3 nha mọi người ơi. Có giá 119k áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài bên mình nha. Rồi chốt số 3 cho Hiệu Nguyễn nha. Chị ơi cho em xin địa chỉ luôn nha chị ơi. Rồi số 3 vẫn còn nha mọi người. Mẫu số 3 vẫn còn nha. Chị nào đặt hàng bên em cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha. Có gì ngày mai em ship hàng nha mấy chị ơi. Rồi bạn nào thích thì có thể chụp lại màn hình gửi cho mình mẫu này nha. Đầm chỉ có giá 119k nha mọi người. Áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài ở bên mình nha. Dạ có gì ba chị ghé lấy giùm em ạ. Ok Hồng Anh. Rồi ok Hồng Anh. Còn rất là nhiều mẫu đẹp nha mọi người ơi. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Chỉ áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ live stream bên em thôi nha. Trong thời gian chờ đợi mẫu mình đang mặc, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Rồi cái đầm này nha mọi người, đầm này là số 4 nha. Bạn nào lấy mẫu này trước số 4 giùm em nha. Mẫu này cũng từ 55kg rồi lại mặc vừa nha mọi người. 55kg rồi lại mặc vừa cái đầm này nha. 119k cực kỳ đẹp nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này trước số 3 nha mọi người. À trước số 4 nha. Mẫu này số 4 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này trước số 4. 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này nha mọi người. Đầm chỉ có giá 119k với áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài nha. Mẫu này 55kg rồi lại mặc vừa nha mọi người. Tất cả đều là hàng mới nha mọi người ơi. Là hàng len Quảng Châu nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 4 cho mình nha mọi người. Mẫu này số 4 nha. 55kg lại mặc vừa mẫu này. 55kg lại mặc vừa mẫu này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 4 cho mình nha mọi người ơi. Mẫu này là số 4, chỉ áp dụng cho chị nào like và chia sẻ bài bên em nha. Bạn nào đang là... Rồi chốt số 4 cho Lê Linh Chi nha. Chị ơi cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha chị ơi. Còn rất là nhiều mẫu đẹp nha mọi người ơi. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Còn rất là nhiều đầm đẹp nha. Mọi người like và chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Còn rất là nhiều đầm đẹp nha mấy chị ơi. Mấy chị like và chia sẻ bài giùm em nha mấy chị ơi. Chị áp dụng cho chị nào like và chia sẻ bài nha. Áp dụng cho chị nào like và chia sẻ bài nha. Xin chào cả nhà. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm nha. Mọi người ơi, cái này là không phải len nha mọi người ơi, cái này không phải len. Đầm này cũng có giá 119k nha. Phải len nha mọi người ơi. 55kg đồ lại mặc vừa cái mẫu này. Rộng hơn á. 55kg đồ lại mặc vừa mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm mình nha mọi người. Mẫu này số 5 nha, có giá 119k nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm mình nha. Mẫu này 55kg rồi lại mặc vừa. Có giá 119k thôi nha. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Like và chia sẻ bài giùm mình nha.
mẫu này nha mọi người ơi, mẫu này nha, bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm mình nha. Mẫu này là 55kg đồ lại mặc vừa, cái này không phải len nha, không phải len nha mấy chị ơi, không phải len, vải lanh nha. Là hàng mới hết nha mọi người, là hàng mới nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 nha, rồi chốt số 5 cho Cúc Kim nha. Rồi quay mẫu đi. Còn rất là nhiều mẫu nha mấy chị ơi, mấy chị like và chia sẻ bài giùm em nha mấy chị ơi. Rất là đẹp nha. Like xong đầm em sẽ like áo len 69k nha. Còn rất là nhiều mẫu đầm đẹp nha. Len là lắm. Chỉ cần mấy chị like và chia sẻ bài là sẽ được mua với giá rất là rẻ nha mấy chị ơi. Mua với giá rất là rẻ nha. Rồi một cái đầm len mẫu suông này nha mọi người ơi. Farm suông 60kg lại mặc vừa cái đầm này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 cho mình nha mọi người. Đầm này là đầm len suông nha. Chỉ có giá 119k. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 cho mình nha. Mẫu này số 6 nha mấy chị ơi. Mẫu này số 6. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 cho mình nha. 60kg lại mặc vừa. Xin chào chị Thanh Thủy Nguyễn nha. Xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm luôn nha. Chị áp dụng livestream này bán với giá 119k, chị áp dụng với bạn nào like và chia sẻ bài nha. Mẫu này là mẫu số 6. 60kg đô lại mặc vừa nha mấy chị ơi. Đầm này là đầm suông nha. Đầm len suông. Chỉ có một cái duy nhất thôi nha mọi người ơi, một cái duy nhất đầm len suông này nha. 60kg đô lại mặc vừa cái đầm này nha. 60kg đô lại mặc vừa cái đầm này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 giùm mình nha mọi người ơi, chốt số 6 giùm mình. Mẫu này chỉ có giá 119k thôi nha. 119k cái đầm này. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm nha. Cho mình xin một chấm nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 cho mình nha mọi người ơi. Chỉ có một cái duy nhất 60kg đồ lại mặc vừa. Là một cái đầm len suông nha mọi người. Một cái đầm len suông. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 kèm theo số điện thoại địa chỉ luôn nha. Chỉ có giá 119k thôi nha mọi người ơi, 119k cái đầm này. Một cái duy nhất nha mọi người ơi, một cái duy nhất nha, là đầm len suông. Rồi chốt số 6 cho Hồng Anh nha. Còn rất là nhiều đầm len đẹp nha mọi người ơi, còn rất nhiều nha. Rất là nhiều mẫu. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Rồi một cái đầm len này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 giùm mình nha mọi người. Chốt số 7 giùm mình nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 giùm mình nha mọi người. Đầm len có giá 119k nha. 119k nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 giùm mình. Mẫu này từ 55kg rồi lại mặc vừa nha mọi người ơi. 55kg rồi lại mặc vừa cái mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 cho mình nha. Không có đầm xè nha chị ơi. Đầm xè tầng sâu nha chị. Mẫu này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 cho mình nha. Mẫu này số 7. Cực kỳ đẹp luôn, ở ngoài rất là đẹp nha mọi người. 55kg lại mặc vừa. Có giá 119k, áp dụng cho cho bạn nào like và chia sẻ livestream này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 cho mình nha mọi người ơi. Mẫu này số 7. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 cho mình nha mọi người ơi. Mẫu này 55kg lại mặc vừa nha. Mẫu đầm mẫu mình đang mặc 55kg lại mặc vừa. Bill shop đó chị. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha. Đầm này 55kg lại mặc vừa nha mọi người.
55kg rồi lại mặc vừa đầm này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số, chốt số 7 cho mình nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 cho mình nha. Mẫu này 55kg rồi lại mặc vừa nha mấy chị ơi. Rồi chốt số 7 cho Cúc Kim nha. Sao bên em không coi được bình luận thêm như Cúc rồi đúng không? À. 99 8 7 7 6 6. Còn rất là nhiều đầm đẹp nha mấy chị ơi. Mấy chị like và chia sẻ bài giùm em với nha mấy chị ơi. Đầm chỉ có giá 119k thôi nha. Rồi một cái đầm này nữa nha mọi người ơi. 55kg rồi lại một vừa cái đầm này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 8 cho mình nha. Mẫu này số 8 nha mọi người ơi. Mẫu này là số 8 nha. 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này nha mọi người. 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 8 cho mình nha mọi người ơi. Chỉ có giá 119k. Áp dụng cho bạn nào chia sẻ livestream nha. Áp dụng cho bạn nào chia sẻ livestream. Mẫu này số 8 nha mọi người ơi. Mẫu này số 8. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 8 cho mình. Mẫu này từ 55kg đồ lại mặc vừa. 55kg đồ lại mặc vừa. Rồi chốt số 8 nha Nguyễn Hữu Hòa Giang. Rồi chốt số 8 nha Nguyễn Hữu Hòa Giang nha. Còn rất là nhiều đầm nha mọi người ơi. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Trong thời gian chờ đợi mẫu mình đang mặc đồ, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này nha mọi người ơi, bạn nào lấy mẫu này chốt số 9 cho mình nha mọi người. Mẫu này số 9 nha. Mẫu này từ 50kg đổ lại mặc vừa nha mọi người. 50kg đổ lại mặc vừa cái mẫu này nha. Có giá 119k nha mọi người ơi. Sẽ tà luôn nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 9 cho mình nha. Mẫu này 50kg đổ lại mặc vừa nha mọi người ơi. Có sẽ tà luôn. Đầm có giá 119k. Áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 9 nha mọi người ơi. Mẫu này là số 9. Mẫu này từ 50kg đồ lại mặc vừa nha. 50kg đồ lại mặc vừa nha mấy chị ơi. Có giá 119k. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 9 cho mình nha mọi người. Chốt số 9 cho mình mẫu này nha. Mẫu này số 9 nha mọi người. 50kg đồ lại mặc vừa. Len cực kỳ đẹp nha. Len rất là đẹp nha mọi người. Len rất đẹp. Bây giờ em sẽ like qua len, áo len 69k nha mọi người ơi. 69k nha. Trong thời gian chờ đợi mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Rồi áo này nha mọi người ơi. Áo này là 69k nha. Bạn nào thích mẫu này chốt số 1 giùm mình nha mọi người. Mẫu này là số 1 nha. Hôm qua ai chưa chốt được thì chốt đi. Hôm qua bạn nào chưa chốt được thì hôm nay tranh thủ nha. Rất là ít
rất là ít nha mọi người, số lượng có hạn nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm mình nha mọi người. Mẫu này từ 55kg đồ lại mặt vừa nha. 55kg đồ lại mặt vừa mẫu này nha mọi người ơi. 55kg đồ lại mặt vừa mẫu em đang mặc nha. Bạn nào thích mẫu này chốt số 1. Đầm này có giá là 69k, quên, áo này có giá 69k nha mọi người ơi, là áo len Quảng Châu 69k cái áo này nha. Bạn nào thích mẫu này chốt số 1 giùm mình nha mọi người. Mẫu này số 1. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi, like và chia sẻ bài nha, để mua được với giá 69k nha mọi người ơi. Like và chia sẻ bài để mua với giá 69k. Rồi chốt số 1 cho Hồng Anh nha. Số 1 vẫn còn nha mọi người ơi, số 1 vẫn còn nha. Bạn nào lấy mẫu này thì chụp lại màn hình gửi cho mình nha. Bên mình có sỉ luôn nha. Bạn nào muốn sỉ thì inbox riêng nha mọi người ơi. Rất là nhiều áo đẹp nha. Mẫu này nha mọi người ơi, mẫu này là số 2 nha. Rồi chốt cái này cho chị cái gì. Còn rất là nhiều mẫu đẹp nha mọi người ơi. Rồi cái này cũng rất là đẹp nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm mình nha. Mẫu này số 2 nha mọi người ơi. 50kg đổ lại mặc vừa áo này nha. 50kg mặc đổ lại mặc vừa áo này. Vậy có giá 69k thôi nha mọi người ơi. 69k cái áo này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm mình nha mọi người. Chỉ có giá 69k. Cực kỳ đẹp mà cực kỳ rẻ luôn nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 nha. Mọi người like và chia sẻ bài để mua với giá 69k nha mọi người ơi. 69k. Chỉ có 69k thôi. Cực vải cực kỳ đẹp, len cực kỳ đẹp. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm mình nha mọi người. Mẫu này số 2 nha. Mẫu đang mặc là số 2. 50kg rồi lại mặc vừa. 50kg rồi lại mặc vừa nha mấy chị ơi. Rất là dễ thương nha. Áo len, len tâm. Len cực kỳ đẹp. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm mình nha. Mẫu này số 2 nha mấy chị ơi. Áo len này rất là đẹp, chỉ có giá 69k thôi nha. Là hàng Quảng Châu, hàng mới nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm mình nha. Bạn nào thích mẫu này chốt số 2 giùm mình nha mấy bạn ơi. 50kg đồ lại mặc vừa mẫu này nha. 50kg đồ lại mặc vừa mẫu này. Bạn nào thích mẫu này chụp lại màn hình gửi cho mình nha. Còn rất là nhiều mẫu đẹp nha mọi người ơi. Còn rất là nhiều mẫu đẹp. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Like và chia sẻ bài để mua với giá 69k nha. Cực kỳ đẹp luôn nha mọi người ơi. Em vào coi bình thường. Cái gì á? Em vào coi bình thường. Áo này nha mọi người ơi, áo này có giá 69k. 50kg rồi lại mặc vừa cái áo này nha. 50kg rồi lại mặc vừa cái áo này. 50kg rồi lại mặc vừa cái áo này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 cho mình nha mọi người. Mẫu này số 3. Len nha mọi người, cái này là len Bultagi nha mọi người ơi. Là hàng len Bultagi nha. Cực kỳ đẹp nha mấy chị ơi.
Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm mình nha mọi người. Chốt số 3 giùm em. Là hàng Quảng Châu. Bạn nào mọi người like và chia sẻ bài để mua với giá 69k nha mọi người ơi. 69k cái áo này nha. Cực kỳ đẹp và rất là rẻ luôn nha mọi người ơi. Mọi người ơi, không thể mua ở đâu mà có cái gì, cái giá của áo len mà 69k như thế này. Mọi người like và chia sẻ đi để mua cái áo siêu phẩm với giá 69k nha mọi người. Mọi người ơi, bạn nào thích mẫu này chốt số 3 cho mình nha. Mẫu này số 3 nha. Cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị ơi. Rất là đẹp nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 cho mình nha mọi người. Chốt số 3 cho mình nha. Mẫu này số 3 nha mấy chị ơi. Chỉ 69k thôi nha. Rồi chốt mẫu này cho Phan Lan. Chị ơi, shop ở Miu Shop 86 khu Chính Lan nha chị ơi. Cái này em chốt rồi. Còn rất là nhiều mẫu nha mọi người ơi. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Shop em là Miu Shop 86 Cù Chính Lan nha. Bên em có nhận sỉ nha mọi người ơi. Mọi người sỉ thì inbox riêng cho em nha. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm em nha. Rồi áo này nha mọi người ơi. Áo này 50kg rồi lại một vừa nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm mình nha mọi người. Mẫu này số 5 nha. Mẫu này nha mọi người ơi, bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 5 cho mình nha mọi người. Mẫu này số 5 nha. Mẫu này số 5 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 cho mình nha. Mẫu này số 5 nha mọi người ơi. 50kg rồi lại mặc vừa mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 kèm theo số điện thoại địa chỉ cho mình nha. Mình chỉ bán, mình chỉ áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài của mình nha mọi người. Áo này chỉ có giá 69k thôi nha. 69k mẫu này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 cho mình nha. Mẫu này là số 5 nha mọi người ơi. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Like và chia sẻ bài để mua với giá 69k nha mọi người. Còn rất là nhiều len đẹp nha. Rồi áo này nha mọi người ơi. Áo mẫu mình đang mặc là số 7 nha. 55kg rồi lại mặc vừa áo này nha mọi người ơi. Len tâm cực kỳ đẹp nha. Tất cả đều là hàng mới nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 cho mình nha. Mẫu này số 6 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 cho mình nha. Mẫu này chỉ có giá 69k. Áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài. Like và chia sẻ bài nha. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 cho mình nha. Mẫu này là số 7, chỉ có giá 69k thôi nha mọi người. Cực kỳ rẻ mà cực kỳ đẹp luôn nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 giùm mình nha mọi người ơi. Chốt số 7 giùm em cái áo này nha. Đồ bay vô đây luôn. Đồ nó bay vô đây luôn. Đói à? Không, em ăn rồi mà. Rồi chốt số 7 cho Hồng Anh nha. Mọi người ơi like. Rồi chúc số 7 cho Phúc Peter nha. Chúc số 7 cho Hồ Hân luôn nha. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Em sẽ áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ livestream bên em nha.
chỉ 69k thôi nha mọi người. Rồi cái áo này nha, bạn nào lấy mẫu này chốt số 8 cho mình nha mọi người. Mẫu này cũng từ 55kg đồ lại mặc vừa nha, 55kg đồ lại mặc vừa mẫu này nha mọi người ơi. Chia sẻ bài giùm em đi chị Huỳnh Thị Mỹ Nguyệt. Bạn nào lấy mẫu này chứ, bạn nào lấy mẫu này chốt số 8 giùm em nha. Mẫu này là số 8 nha mọi người ơi, cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. 55kg đồ lại mặc vừa áo này nha mọi người ơi. Len này là len dịch kim nha, rất là đẹp nha. Hàng mới nha mọi người, len Quảng Châu chỉ có 69k thôi nha. 69k cái áo này nha mọi người ơi, cực kỳ đẹp, cực kỳ dễ thương nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 8 cho mình nha mọi người. Mẫu này số 8 nha. Xin chào cả nhà, bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm nha mọi người ơi. Bạn nào đang coi live, còn coi livestream cho em xin một chấm với nha. Còn rất là nhiều hàng, còn rất là nhiều kiểu len đẹp nha mấy chị. Rất là nhiều kiểu len đẹp. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 8 giùm em nha. Mẫu này là số 8 nha mấy chị ơi. Áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài nha. Like và chia sẻ bài nha. Like trên trang cá nhân và trong các nhóm luôn nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 8 nha mọi người ơi. Áo này chỉ có giá 69k thôi nha. Áo hàng tất cả đều là hàng mới. Hàng mới hay là len Quảng Châu nha mọi người ơi. Này rất là dễ thương nha. Đảm bảo mọi người nhận được hàng sẽ không thất vọng đâu nha mọi người ơi. Chỉ có 69k. Chỉ cần like và chia sẻ thôi nha. Like và chia sẻ cái livestream này thôi là sẽ mua với giá 69k. Mẫu này là số 8 nha mọi người ơi. Bạn nào thích mẫu này chốt số 8 nha. Cả nhà ơi, bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm với nha. Cho mình xin một chấm nha. Chỉ áp dụng cho những bạn nào chia sẻ và like và chia sẻ bài sẽ mua với giá 69k. Toàn bộ len hôm nay là hàng mới, là len Quảng Châu nha mọi người ơi. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi một cái áo mẫu mình đang mặc cho mọi người ơi, 50kg rồi lại mặc vừa áo này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 9 cho mình nha mọi người. Mẫu đang mặc là số 9 nha. Số 9 nha mọi người ơi, chỉ có giá 69k. Tất cả toàn bộ đều là hàng mới nha mọi người ơi. Là hàng mới nha. Len Quảng Châu nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 9 cho mình nha mọi người. Chỉ có giá 69k thôi. Chỉ cần mọi người like và chia sẻ cái livestream này là sẽ mua được với giá 69k. Cực kỳ dễ luôn nha mọi người ơi. Mẫu này là số 9 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 9 cho mình nha mọi người ơi. Mẫu này là số 9 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 9 giùm em nha. Cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Là len Quảng Châu, là hàng mới nha mọi người ơi. Chỉ cần mọi người like và chia sẻ cái livestream này sẽ mua với giá 69k. 69k thôi nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 9 giùm mình nha mọi người. Mẫu này số 9 nha mọi người ơi. Rồi chốt số 9 cho Ly Phan nha. Vẫn còn Mỹ Lê chị ơi, 52kg rồi lại mặc vừa cái đó chị Mỹ ơi. Cái này đẹp nè, chị có lấy không? Lấy không? Còn một cái em để cho. Lấy thì ok lại cho em để cho nha chị Mỹ ơi. Chia sẻ bài giùm em với nha. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm em với nha mọi người ơi. Trời, cảm ơn cô Hồng Anh nha. Cảm ơn cô rất nhiều. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha mọi người ơi. Rồi ok chị Mỹ nha. Ok chị Mỹ nha, cái này em để cho chị. Rồi mẫu mình đang mặc nha mọi người ơi. Mẫu đang mặc từ 55kg rồi lại mặc vừa nha. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 10 cho mình nha. Mẫu đang mặc là số 10 nha mọi người ơi. Màu xanh này cực kỳ đẹp nha mọi người ơi. Chỉ 69k thôi nha mọi người.
69 ca thôi nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 10 nha. Mẫu đang mặc là số 10 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 10 giùm mình nha mọi người ơi. Chốt số 10 nha. Rồi chốt số 10 cho Nguyễn Hữu Hà Giang nha. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm em với nha mọi người. Mọi người like và chia sẻ bài giùm em với nha mọi người ơi. Like và chia sẻ để mua với giá 69k nha, 69k thôi nha mọi người. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình với nha mọi người ơi. Mẫu này nha mọi người. Mẫu này 55kg rồi lại mà vừa mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt 11 giùm mình nha. Mẫu này cực kỳ đẹp, ở ngoài rất là đẹp nha mọi người. Mẫu này là số 11. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 11 giùm mình. 55kg rồi lại mà vừa mẫu này nha mọi người ơi. 55kg rồi lại mà vừa mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 11 giùm mình nha mọi người. Mọi người chỉ cần like và chia sẻ livestream là sẽ mua được với giá 69k nha mọi người ơi. Toàn bộ đều là hàng mới, là hàng len Quảng Châu nha. Rất là rẻ nha mọi người, rất rẻ nhưng mà rất đẹp nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 11 giùm mình nha mọi người ơi, số 11. Rất là đẹp, 55kg đồ lại mặc vừa, chỉ có 69k thôi nha mọi người ơi. 69k mẫu này nha mọi người. Bạn nào thích mẫu này chốt 11 giùm mình nha. Mẫu này số 11 nha. Mẫu này rồi chốt số 11 cho Dung Đỗ nha. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha mọi người ơi. Mọi người like và chia sẻ bài giùm em với nha mọi người. Chỉ cần like và chia sẻ bài là sẽ mua với giá 69k nha. 69k cực kỳ rẻ. Rồi chốt 11 cho Dung Đỗ rồi nha. Mọi người ơi, mọi người còn xem livestream cho em xin một chấm với mọi người ơi. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình với nha mọi người. Cô Hồng Anh ơi, có còn đó không? Cái áo cô hỏi này đúng không cô? Cái này nè cô. Đúng thì ok lại giùm cháu bỏ vô cho nha. Cái này nha. Cô Hồng Anh ơi. Cái này nha cô. 11 hết rồi nha cô Hồng Anh ơi. Cái màu đen cô hỏi có hàng rồi đó. Cô lấy đi cô ơi. Có màu trắng màu đen luôn nha. Màu trắng màu đen nha cô Hồng Anh ơi. Hai mẫu này nha. 99k nha cô Hồng Anh ơi. Rồi áo mẫu mình đang mặc cho mọi người 52kg rồi lại mặc vừa mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 12 giùm mình nha mọi người. Mẫu này số 12 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 12 giùm mình nha. Hạnh Trương ơi. Cái này là form bom nha em ơi. Cái đen của Tiên. Phúc lấy cái đen của Tiên đó. Rồi ok Phúc. Hôm qua Phúc lấy rồi mà cô Phúc ơi. Rồi mẫu này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 12. Mẫu này số 12. 52kg rồi lại mặc vừa. 52kg rồi lại mặc vừa mẫu này nha mọi người ơi. Mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 12. Chỉ có giá 69k thôi nha mọi người ơi. 69k cái áo này nha. Số 11. Có luôn nha Hạnh Trương ơi. Cô Hồng Anh ơi, số 11 hết rồi cô Hồng Anh ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 12 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này số 12, 52kg đổ lại mặc vừa mẫu này nha mọi người. 52kg đổ lại mặc vừa cái áo này nha.
Bạn nào lấy mẫu này, tôi từ từ chị sẽ mặc từng mẫu cho coi nha. Hạnh Trương ơi, tôi chốt số 12 cho Phan Lan nha. Phúc lấy màu đen thì cô lấy màu trắng. Rồi ok Hồng Anh nha. Còn rất là nhiều mẫu đẹp nha mọi người ơi. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Mọi người ơi, like và chia sẻ thì mới có giá 69k nha mọi người. Em kiểm tra lại, nếu như mà mọi người không like và chia sẻ thì không được giá 69k mà là 150k nha mọi người ơi. Rất là đẹp nha mọi người ơi. Rồi áo mẫu mình đang mặc nha mọi người. Áo mẫu mình đang mặc 55kg rồi là mặc vừa nha. Lên tâm nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 14 nha. Mẫu này, mẫu này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 14 giùm em nha. Mẫu này 55kg rồi lại mặc vừa là lên tâm nha mọi người. 69k cực kỳ đẹp nha mọi người ơi. 69k cực kỳ đẹp luôn nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 14 giùm mình nha mọi người. Chỉ cần like và chia sẻ livestream sẽ mua được với giá rất là rẻ nha mọi người ơi. Rất là rẻ nha, 69k. Lên tâm cực kỳ đẹp nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 14 giùm mình nha mọi người. Số 14 mẫu này nha mọi người ơi. Mẫu này số 14. Cực kỳ đẹp mà rất là rẻ luôn nha mọi người. Áo Quảng Châu 69k rất là đẹp. Rất là rẻ. Chỉ cần mọi người like và chia sẻ bài giùm em thôi nha. Like và chia sẻ livestream này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 14 với mình nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 14 với mình nha mọi người ơi. Mẫu này cực kỳ đẹp nha mọi người ơi. Mẫu này rất là đẹp. Em quá là bình thường. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 14 nha mọi người. 55kg rồi lại mặc vừa nha. 55kg rồi lại mặc vừa áo này nha mọi người ơi. Còn rất là nhiều mẫu đẹp nha mọi người ơi. Còn rất là nhiều mẫu đẹp nha. Rồi ok chị Siro nha. Mẫu em đang mặc đồ nha. Đang thay đồ. Mọi người like và chia sẻ bài cho mình. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm em với nha mọi người ơi. Rất là nhiều mẫu đẹp nha mọi người, chỉ 69k thôi nha. Áo len Quảng Châu 69k mẫu này nha mọi người. 55kg rồi lại mặc vừa áo này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 15 giùm mình nha. Chốt mẫu này 15 giùm mình nha mọi người ơi. Chốt mẫu này số 15 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 15 giùm mình. Mẫu này cực kỳ ở ngoài cực kỳ đẹp luôn nha mọi người ơi. Rồi chốt 15 cho Lê Linh Chi nha. Bạn Lê Linh Chi ơi, bạn ơi cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn nha bạn ơi. Rồi chốt 15 cho Lê Linh Chi rồi nha. Trương ơi, bạn chọn mẫu khác nha, 15 hết hàng rồi nha bạn. Còn rất là nhiều mẫu đẹp nha Hạnh Trương ơi. Em theo dõi livestream nha, chị sẽ mặc từng mẫu cho em coi nha. Rồi mẫu này nha mọi người ơi, bạn nào lấy mẫu này thì chốt 16 giùm mình nha mọi người. 55kg rồi lại mặc vừa áo này nha, chỉ có giá 69k thôi nha mọi người. 69k mẫu này nha mọi người ơi. Rồi ok, chị Lê Linh Chi luôn nha.
Bạn nào lấy mẫu này chốt số 16 cho mình nha. Chốt số 16 cho mình mẫu này nha mọi người ơi. Chỉ có giá 69k thôi nha. 69k cái áo này thì cực kỳ rẻ mà cực kỳ đẹp. Mọi người chỉ cần like và chia sẻ livestream của mình là sẽ mua được với giá 69k cho mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 16 cho mình với nha. Chốt số 16 nha. 69k cái áo này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 16 nha. 55kg rồi lại mặc vừa cái áo này nha mọi người. 55kg rồi lại mặc vừa cái áo này. Vải cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị ơi. Áo này số 16 nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 16 giùm em. Áo này ở ngoài cực kỳ đẹp nha mọi người. Chỉ có 69k thôi nha. Chỉ có 69k cực kỳ rẻ luôn nha mọi người. Rất là rẻ mà rất là đẹp. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 16 nha. 16 nha mọi người ơi. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm nha mọi người ơi. Cho mình xin một chấm nha. Áo len hàng Quảng Châu là hàng mới, chỉ có 69k. Mẫu này là số 16 nha mọi người. Mẫu số 16 nha. Màu cà phê vậy? Màu cà phê á Thảo Lương ơi. Cà phê nhạt á bạn ơi. Màu cà phê nhạt, màu này ở ngoài cũng rất là đẹp. Nếu bạn lấy cái này thì ok lại giùm mình với nha. Màu này ở ngoài đẹp hơn trong hình nha bà Thảo Lương. Nếu chị lấy cái mẫu này thì chị ok lại giùm em nha. Cái này ở ngoài đẹp lắm chị ơi. Chị Thảo Lương. Bạn nào đang coi livestream cho em xin một chấm nha. Cho em xin một chấm nha mấy chị ơi. Hôm nay like áo len Quảng Châu chỉ có giá 69k. Rồi chốt 16. 16 cho chị Thảo Lương nha. Chị Thảo Lương ơi, chị cho em địa chỉ luôn, cái gì ngày mai em ship cho nha. Chị Thảo Lương ơi, cho em địa chỉ luôn nha chị ơi. Rồi cái mẫu mình đang mặc nha mọi người. Mẫu đang mặc là số 17 nha. 55kg rồi lại mặc vừa nha. Mẫu đang mặc là 55kg rồi lại mặc vừa nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 17 cho mình nha mọi người. Mẫu này số 17 nha. Cực kỳ đẹp nha mọi người ơi. Áo này 55kg rồi lại mặc vừa, chỉ 69k thôi nha. 69k thôi nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 17 cho mình nha. Mẫu này số 10. Dạ ok chị Thảo Lương nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 17 nha mọi người ơi. Mẫu này số 17 nha. Mẫu đang mặc 5. Rồi chốt 17 cho Dung Đỗ nha. Còn rất là nhiều mẫu nha mấy chị ơi. Mấy chị like và chia sẻ bài giùm em nha. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm em mọi người ơi. 17 hết rồi nha chị ơi. Rồi mẫu này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt 18 cho mình nha mọi người. Chốt 18 cho mình nha. Áo này cực kỳ dễ thương nha. 57kg đổ lại mặc vừa áo này nha mọi người ơi. 57kg đổ lại mặc vừa áo này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 18 cho mình nha mọi người ơi. Mẫu này số 18. Chỉ 69k thôi nha mọi người. Chỉ cần like và chia sẻ livestream sẽ mua được với giá 69k. Áo này là số 18 nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 18 giùm mình. Chốt số 18 giùm mình nha mọi người ơi. Làm về xong chạy qua cho ba Trang nha. Đây.
À, là chị cám này luôn nha. Rồi chốt 18 với Thảo Lương nha. 18 đây rồi. Rồi số 18 vẫn còn nha mấy chị ơi, số 18 vẫn còn nha. Mọi người ơi, ta mình chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Mọi người ơi, vẫn còn nha, rất là nhiều mẫu nha mọi người. Về đây. Mọi người ơi, mọi người đợi chút xíu nha. Em thay mẫu ngồi. Mọi người đợi mẫu thay một xíu nha. Trong thời gian chờ đợi, mọi người tiếp tục like và chia sẻ đi. Like và chia sẻ để mua được với giá 69k nha mọi người. Mọi người đừng tiết kiệm một nút chia sẻ mà được mua với giá 69k. Mọi người ơi, mẫu đẹp nha mọi người. Mọi ơi, người tiếp tục like và chia sẻ đi ạ. Trên 150 người coi, Miu sẽ tặng một chiếc đầm len siêu phẩm nha mọi người. Trong thời gian chờ đợi, mọi người chia sẻ cho Miu đi ạ. Càng về sau thì càng nhiều hàng đẹp nha mọi người. Mẫu này nha mọi người ơi. Mẫu em đang mặc này nha mọi người. Mẫu này 55kg lạng bạc vừa nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 20 nha. Mẫu này số 20 nha. Mẫu em đang mặc là số 20 nha mọi người ơi. Mẫu này là mẫu len nhũ nha mọi người. Số 20 chỉ có duy nhất một cái này thôi à. 55kg trở xuống là mang vừa nha mọi người. Cái này là len nhũ nha mọi người. 55kg lại mang vừa cái mẫu này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc thì mẫu em đang mặc cho mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 20 giùm mình nha. Mẫu này là số 20, 55kg loại mặc vừa nha mọi người. Cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Cực kỳ dễ thương luôn nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 50, chốt số 20 nha mọi người ơi. Cái này là bằng nhũ nha. Bằng nhũ nha mọi người ơi. Cái này bằng nhũ cực kỳ đẹp luôn nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 20 giùm mình nha mọi người. Mẫu này số 20 nha. Cực kỳ đẹp nha mọi người ơi. Mọi người ơi, mẫu này là len nhũ nha mọi người. Chia sẻ để mua được giá 69k nha mọi người. Là mẫu này từ 55kg lạng bạc vừa mẫu này. 55kg lạng bạc vừa mẫu này nha mọi người ơi. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha. Rất là nhiều mẫu len đẹp nha mọi người. Mẫu này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 21 giùm mình nha. Mẫu này là số 21 nha mọi người ơi. Len cực kỳ đẹp nha. 55kg lại mặc vừa mẫu này. 55kg lại mặc vừa mẫu này nha mọi người. Bạn nào đang coi livestream cho em xin một chấm với nha. Mẫu này 55kg lại mặc vừa. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 21 giùm mình nha mọi người. Chỉ 69k thôi nha mọi người ơi. Mẫu này là len nha, len Quảng Châu nha mọi người ơi. 69k nha mọi người ơi. Len này là len Quảng Châu nha. Mẫu này là len cực chất luôn. Chất cực kỳ mát luôn nha mọi người. Mẫu này nha mọi người ơi. Mẫu này chỉ có giá 69k. Mọi người like và chia sẻ livestream giùm mình nha mọi người. Like và chia sẻ livestream để mua với giá 69k nha. Mẫu này 55kg lại một vừa. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 21 giùm mình nha. 21 chốt cho Di Trương nha. Di Trương ơi, bạn cho số điện thoại đi ạ. Di Trương ơi, cho số điện thoại và địa chỉ đi bạn ơi. Một chiếc len Quảng Châu.
rồi, ok bạn Di Chương nha. Mẫu này nha mọi người ơi, mẫu này là số 22 nha. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 22 giùm mình nha mọi người. Mẫu này từ 53kg đồ lại mặc vừa nha. Mẫu em đang mặc 53kg đồ lại mặc vừa nha mọi người ơi. Mọi người ơi hãy like và chia sẻ livestream này đi ạ. Like và chia sẻ để mua được với giá 69k nha mọi người. Bên em có nhận sỉ nha mọi người. 53kg đồ lại mặc vừa cho mọi người ơi. Mẫu này 53kg đồ lại mặc vừa. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 23 nha. Chị Ngọc Lan ơi có sỉ nha chị inbox giùm em nha. Đây nha mọi người ơi, Lan cực kỳ đẹp nha. Lan rất là đẹp nha mọi người, chỉ có giá 69k thôi nha. 69k mẫu này nha mọi người ơi, bạn nào lấy mẫu này chốt số 23 giùm mình nha. Mẫu này là số 23 nha mọi người. 23 nha mọi người ơi, mẫu này một mẫu siêu đẹp, 23, số 23 nha. Ai thích thì chốt cho 23 nha mọi người. Bạn nào thích mẫu này chụp lại màn hình gửi cho mình nha mọi người ơi. Mọi người ơi không yên tâm là hết, không lo là hết đâu ạ. Mỗi mẫu thì em có rất là nhiều nên mọi người có thể coi và chụp mãi. Một chiếc len nhũ nha mọi người. Đây là một chiếc len nhũ cũng với giá 69k nha. Mọi người like và chia sẻ đi để được 69k nha mọi người ơi. Mẫu này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 24 giùm mình nha mọi người. Mẫu này số 24 nha. Mẫu đang mặc là 24 nha mọi người ơi. 55kg đồ lại mặc vừa mẫu này nha mọi người. 55kg đồ lại mặc vừa mẫu mình đang mặc nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 25 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này là số 25 nha mọi người. Ở trên là vì một lớp lưới rất là đa khoảng, lớp mỏng rất là đẹp nha mọi người. Len nhũ nha mọi người ơi. Bạn nào thích mẫu này chụp lại màn hình gửi cho mình nha mọi người. Su ơi, sỉ inbox nha em. Mẫu này nha mọi người ơi, mẫu này là số 26 nha. Mẫu này số 26 nha mọi người ơi, bạn nào lấy mẫu này chốt số 26 nha. Hình dài lắm. Áo này là form dài nè mọi người ơi. Ai hỏi form dài hồi nãy giờ Hạnh Trương. Bạn này Hạnh, cực kỳ dễ. Bạn đúng. Hạnh Trương, bạn Thảo Lương. Áo này là form dài nha. 55kg trở xuống là có thể mang vừa áo này nha mọi người. 55kg trở xuống là có thể mang vừa áo này. Áo này có mấy màu? Áo này chỉ có một màu thôi. Bạn nào lấy mẫu này chốt 28 cho mình nha mọi người ơi. Mẫu này số 28 nha. Mẫu này là form dài nha, có thể đóng thùng luôn nha mọi người ơi. Rất là đẹp nha. Cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Rất là dễ thương nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 28 cho mình nha mọi người ơi. Mẫu này số 28. Cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Mẫu này là 28 nha mọi người ơi. 28 mẫu này nha. Giá chỉ có 69k thôi nha mọi người ơi. 69k cực kỳ rẻ nha. Rồi một cái áo form dài này nữa nha mọi người. Giá 69k chỉ áp dụng chia sẻ thôi chị ơi. Ủa? À có một áo form rộng mà dài đây nha mọi người. Đây nha mọi người ơi. Len này cực kỳ đẹp nha. Qua cái này ai hết rồi hả? Qua hết rồi sao còn đây còn. Mẫu này nha mọi người ơi, bạn nào lấy mẫu này chốt 29 giùm em nha. Mẫu này 29 nha mọi người ơi. Mẫu này là 29 nha. Chỉ có giá 69k thôi. Áo này là form rộng nha mọi người. Cực kỳ đẹp luôn nha mọi người ơi. Áo này rất là đẹp. Bạn nào lấy mẫu này chốt 29 giùm mình nha mọi người ơi. Chị
có giá 69k. 69k cái áo này nha mọi người. Lệ Nguyễn ơi, sao 60kg mặc vừa không em? Vừa 60kg trở xuống là mặc vừa nha. Mã 29 nha mọi người, 29 nha. Tiếp tục lên đi ạ, à. Mã 29. 29 còn vẫn còn nha mọi người ơi. 29 em chúc cho Hạnh Trương nha. Chị Hạnh Trương ơi, cho số điện thoại và địa chỉ đi chị Hạnh Trương ơi. Ủa hết rồi hả? Ủa còn mà. Trang cầm cái áo lên. Hạnh Trương biết làm gì cũng được. Bỏ vô. 29 cho Hạnh Trương rồi nha. Mọi người ơi, hôm nay là Miu rất vui vì ship hàng mọi người đều có để nhận, nên là mọi người tiếp tục ủng hộ Miu để Miu có nhiều động lực để săn hàng cực kỳ rẻ cho mọi người nha mọi người. Tiếp tục chia sẻ đi ạ. À. Hiện giờ thì thấy 120 người xem rồi, cố gắng lên cho 30 người xem nữa thì Miu sẽ tặng một áo siêu phẩm của tối nay nha mọi người. Và đây là một chiếc áo vẹt vai nha. Đây là một chiếc áo vẹt vai, nó có hai màu. Ok Hạnh Trương, nó có hai màu nha. Một màu xanh, xanh kẽ vàng và một màu đen kẽ tím nha mọi người. Hai màu này cực kỳ đẹp luôn. Mọi người có thể mặc chung với chân váy và quần sọt green đều rất là đẹp đó mọi người. Mẫu này là 30 nha mọi người ơi. Mẫu này là số 30 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 30 kèm theo màu giùm mình nha mọi người. Chốt số 30 kèm theo màu giùm mình nha. Mẫu này nha mọi người ơi. Cực kỳ xinh luôn nha mọi người. Mẫu này cực kỳ xinh nha. Vâng đúng. Mẫu này rất là xinh nha mọi người ơi. 50kg rồi lại mặc vừa mẫu này nha. 50kg rồi lại mặc vừa mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 30 kèm theo màu nha. Tấn trọng rồi đi mày. Chốt số 30 kèm theo màu giùm mình nha mọi người ơi. Bạn nào đã coi chim trang xin một chấm với nha. Mọi người like và chia sẻ bài để mua giá 69k nha mọi người ơi. Cực kỳ đẹp mẫu này nha mọi người ơi. Ok Hạnh Trương ơi, chị biết rồi, chị tìm được đơn của em rồi nha. Cảm ơn em nha, tiếp tục chia sẻ livestream cho chị đi nha Hạnh Trương ơi. Bạn nào thích mẫu này có thể chụp lại màn hình gửi cho mình nha mọi người. Mọi người nhận hàng sẽ không thất vọng về hàng của mình đã chọn đâu ạ. 30 đen tím, 30 chút cho cô Dung đổ ạ. Vẫn còn 30, vẫn còn mã 30 nha mọi người. Có 10 chiếc mã 30 luôn nên mọi người tha hồ chọn nha. Mã 30. Sẽ inbox cho em nha chị ơi. Một chiếc len màu đen, len tâm nha mọi người. Ở trên có ren rất là đẹp. Từ 50kg trở xuống mang vừa. Len tâm nha, cũng với giá 69.000 thôi ạ. 69k thôi, 69k áp dụng cho những bạn chia sẻ nha. Nếu như ai không chia sẻ thì em sẽ tính 150k nha mọi người. Nên mọi người tiếp tục chia sẻ like chưa. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Rất là nhiều mẫu len đẹp cho mọi người. Giá 69k cực kỳ rẻ, cực kỳ đẹp luôn nha mọi người ơi. Rất là rẻ nha. Bảo đảm ở Pleiku này không ai có thể rẻ qua Miu Shop đâu à. Mọi người ơi, mọi người cũng có thể trực tiếp đến mua tại Miu Shop để cảm nhận chất vải nha mọi người. Cái này vô. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha. Mẫu này hồi nãy bạn nào chốt phục thì chốt đi ạ. À. Còn 3 chiếc thôi, đưa cho chị đi. Mẫu này bạn nào chốt phục thì chốt đi ạ. À. Chỉ còn 3 chiếc thôi, mọi người có thể coi chất của nó. Cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Đây là len nhũ nha. Chất vải cực kỳ ok luôn nha mọi người. Ở đây có cườm nữa nha. Mọi người không thích có thể gỡ hộp cườm này ra nha mọi người. Mẫu này nha mọi người ơi, mẫu này là số 31 nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 31 giùm em với nha. 31 nha mọi người ơi, cực kỳ đẹp, cực kỳ xinh nha. Chỉ có 69k cái áo này thôi nha. Mấy chị có thể mặc được hai kiểu nha mấy chị ơi. Mặc thả hoặc mặc đúng thùng nha. Rất là đẹp nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 31 giùm em nha. 31 mẫu này nha mọi người ơi, 31 mẫu này nha. Sĩ inbox cho em đi chị ơi. 31 nha mọi người, 31 chỉ còn 3 chiếc thôi. Bạn nào chốt hộp ở đầu like thì chốt tiếp đi nha mọi người. 31 nha mọi người, chỉ 69k thôi nha. Rất là rẻ nha mấy chị ơi.
Hôm nay có nghĩa là muốn tặng siêu phẩm cho mọi người lắm, nhưng không lên được nó 150 người xem, nên là hẹn vào tối ngày mốt Miu sẽ like tiếp nha mọi người, cũng với giá 69k và hứa hẹn thật nhiều siêu phẩm cho mọi người lựa chọn nha. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng Miu. Hẹn 7 giờ tối ngày 7 giờ tối ngày mai Miu sẽ like dép và giày, giày búp bê, giày thể thao như mấy bạn yêu cầu. Và 7 giờ tối ngày mốt thì Miu sẽ like áo khoác và áo len chui. Hàng mới, hàng Quảng Châu, mới 100% nha mọi người. Đừng tưởng là 69k là hàng si, không phải, đó là hàng mới. Và mọi người hồi nãy giờ ai muốn mua sỉ thì cứ liên hệ tại Miu hoặc là gọi số điện thoại ở trên bảng cho Miu thì Miu sẽ báo giá sỉ cho mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành. Tạm biệt. Chào.